quán sao đây? Tại sao mày phá tô kim vậy hả? Đi đi, đi đi, đi. Đi đi. Trời ơi, tội nghiệp mày quá. Mình ơi, có chuyện gì mà em nghe tiếng chim non la quá vậy mình? Tổ chim nó làm sao vậy mình? Có con rắn nó bò tới, nó phá tổ chim làm con chim rớt xuống. Tội nghiệp con chim non, cũng may là nó còn sống đó mình. Ủa, chết rồi mình. Cái chân nó bị gãy rồi nè. Để anh đi kiếm lá thuốc, chuyên về bó xương khớp để mà bó cho nó. Chứ bây giờ mà bỏ nó ngoài này, nó sống không nổi đâu. Đúng rồi đó mình, chân chim non á thì chắc cũng sẽ mau lành thôi. Mình, em hái được lá thuốc rồi nè mình. Mình về sớm để bó thuốc cho con chim non tội nghiệp nha mình. May quá, cảm ơn mình nha. Chứ sao nữa, khác loài khác giống mà mình còn không nỡ nhìn nó đau đớn chờ chết. Nghĩ gì sao mà anh em ruột á còn không thèm đói hoài tới nhau. Nữa rồi, đã nói là hiểu lầm thôi mà. Chứ anh hai không có tệ với mình tới như vậy đâu. Mình á, lúc nào cũng minh anh hết á. Tôi còn có mỗi ông anh à, không minh không thương thì làm gì nhau bây giờ. Thương quá nên á, ông em á, tới tận nhà vậy mà cũng không thèm ra gặp nữa à. Thôi mà mình, nhớ chi những chuyện đó. Ta sắp phải đi gặp mẹ các con rồi, hai con ở lại giờ phải thương yêu nhau nghe. Thằng hai, dạ, nhớ phải đùm bọc bảo bạn em con nghe. Còn thằng út, ừ, phải nghe lời anh con dạy. Dạ con biết rồi thưa cha. Cha, cha cứ yên tâm mà nhắm mắt đi cha. Con đương nhiên là phải lo cho em nó rồi. Nhưng mà cha nhớ, mọi thứ cha phải giao hết cho con nghe cha. Anh em con phải tin tưởng nhau. Dạ. Giúp đỡ nhau trong tất cả mọi chuyện. Dạ cha, con nghe hết rồi cha. Tất cả. Dạ đúng rồi, là tất cả phải không cha? Dạ, cha cứ để lại tất cả cho con. Dạ, rồi con sẽ lo cho em nó. Tâm à, em nghe không? Cha nói rồi đó, cha nói là sẽ giao cho anh tất cả đó. Đúng rồi, chị cũng nghe nữa. Mà cũng có gì nhiều đâu, có mỗi cái nhà với giường tường đất đai thôi chứ có nhiều đâu. Cha, con không cần gì hết á. Con chỉ cần cha mạnh khỏe sống đời với tụi con thôi. Cha ráng khỏe nha cha. Cha ơi, đừng bỏ tụi con mà cha. Cha tỉnh lại đi cha. Cha đừng bỏ tụi con mà cha. Cha ơi. Thôi vậy, mấy em cũng yên bề gia thất rồi thì cũng nên ra riêng để mà gây dựng sự nghiệp. À, có cây ruộng ở bên sông á, từ nay sẽ là của hai vợ chồng em. Trời ơi, cái chỗ đó hả? Rộng rãi, mát mẻ dữ lắm á nha. Dạ, em đội ơn anh chị, bởi vì đã lo cho vợ chồng em thật chu đáo. Mình à, em nghe nói miếng đất ở đó là miếng đất bỏ hoang, đâu có ai ở đâu. Bậy bạ không à. Nghe lời độc địa của anh ta làm chi? Nghe làm chi? Đúng rồi, không lẽ anh chị lại đẩy tụi em vô chỗ tử địa hay sao? Anh chị thương mình á nên mới lo cho mình như vậy, em yên tâm đi. Đúng rồi, tụi em nhìn đi, anh chị là đã chia phần cho tụi em ra riêng rồi đó. Lo thu xếp đi sớm đi nha. Mình đi ra ngoài ngắm cảnh đi mình. À, thu xếp đi sớm ha. Ừ. Thôi, mình ơi, mình về sớm, bó thuốc cho chú chim nha mình. Đi mình. Mình nè, mình coi con chim nó hồi phục nhanh ghê chứ.
Ngày nào mình cũng đắp thuốc đều đặn và mớm đồ ăn cho nó như vậy. Làm sao mà nó không mau lành được? Mà nó hiểu tính người hay sao á? Nó không hề sợ chúng ta. Mà nó cứ dúi dúi đầu vô như là âu yếm mình vậy đó. Lớn lên á, người phải tự biết bảo vệ mình đó, biết chưa? Mình nhìn nó nè, giống như là nó nghe em nói vậy. Hay là mình đưa nó ra ngoài tập bay đi mình. À, đi. Chim nhỏ ơi, bây giờ mày hãy bay thử nha. À. Bay nha. À. Mình ơi, kìa, nó bay được rồi kìa. Mày bay cao, bay xa hơn nữa nha chim. Bay về với đồng loại của mày nha. Mình nhìn kìa, hình như nó không muốn tạm biệt mình thì phải. Hãy bay về với đồng loại của mày đi, chim nhỏ. Phải đó. Quốc Dương ơi, Quốc Dương. Quốc Dương ơi, Quốc Dương. Có chuyện gì hỡi chú chim bé nhỏ của chúng ta? Muôn tàu Quốc Dương, thần đã bình an trở về. Nhờ có đôi vợ chồng cứu, sinh ra mắt Quốc Dương. Chào mừng thần dân bé nhỏ của ta đã trở về. Có ơn thì phải trả. Thay mặt cho vương quốc của chúng ta, ta sẽ giúp ngươi báo đáp công ơn của đôi vợ chồng đó. Xin đợi ơn Quốc Dương. À, có phải là chú chim nhỏ mà mình cứu không? À, đúng rồi đó mình. À, hình như nó bay về đây thăm mình hả mình? Có lẽ là vậy. Chắc nó ghé thăm tụi mình đó. Chim mà cũng có tình nghĩa quá mình ha. Nè chim ơi, thôi mày bay đi xa đi. Đi xa để được an toàn nghe. Không cần phải về đây thăm vợ chồng tôi đâu. Ủa mình, hình như nó mới nhả cái gì xuống đó mình. À, ủa, cái gì mà sáng quá vậy mình? Đâu, mình coi thử coi. Ủa, không phải rồi mình ơi. Ủa, là hạt bí mình à. Chắc là hạt bí này là giống tốt, giống quý lắm, nên là chú chim đã thay về đây cho mình. Vậy bây giờ mình đem về gieo trồng đi, để không phụ lòng con chim. Đi, mình về nha. Đi. Được rồi đó mình. Mình ơi, mình xem nè. Có kìa. Không ngờ mình thu hoạch được ba trái bí to như vậy. Cứ như là bí thần kỳ vậy đó mình. À, mình nè. Ông bà có câu, có phước thì phải biết chia bớt. Em hiểu rồi. Mình muốn mang đi biếu anh chị hai nữa chứ gì. Thiệt tình hả? Họ có nghĩ gì tới vợ chồng mình đâu. Thôi mà, anh đã nói đó là hiểu lầm mà.
Bây giờ mình mang một trái bí này qua tặng cho anh chị hai, chắc là anh chị hai sẽ vui lắm. Nhưng mà công chăm sóc của mình á, có ai biết không? Mà thôi, mình cứ làm những gì mà mình thích, mình thấy vui là được rồi. Vậy hả? Cảm ơn mình nha. Cẩn thận nghe mình. Chú đi đâu vô đây? Đi đâu vậy? Tôi muốn gặp anh tôi. Đã nói là không anh em gì rồi, mà sao chú tới đây hoài vậy? Thôi về đi. Tôi không cần vô nhà đâu, tôi muốn gửi chút quà mọn cho anh hai của tôi thôi à. Cái gì? Đừng nói là trái bí này nha. Đây không phải là trái bí bình thường đâu, nó là một trái bí rất kỳ diệu. Giống này lạ lắm, do một chú chim mang tới cho tôi. Nghĩ tình con anh ruột nên tôi mới biếu ổng lấy thảo. Được rồi, để tôi vô hỏi ý ông chủ coi sao. Dạ. Dạ thưa ông, thưa bà, có chú bà đem trái bí qua cho. Hả? Trời ơi, nghĩ sao cho trái bí? Nhà này có ai đói khát gì đâu. Thôi, nói giùm á là đem về đi, ăn giọng gì thì ăn đi. Thôi bà, bà không ăn thì thôi, bà la ống ống chi vậy? Bây giờ chú ba cho cứ lấy đi, mình không ăn thì bỏ. Bỏ? Ừ. Bỏ cũng mất công sai thằng hầu đem bỏ. Nè. Dạ. Đi ra ngoài kêu là đem về đi, không có ai thèm lấy đâu, mắt còng ngứa mắt lắm. Dạ. Đó, nãy giờ chú nghe hết rồi đúng không? Thôi chú đem về nhà để dành ăn đi. Đã nói rồi đâu có sai đâu, bà chủ đã không nhận rồi. Về đi. Cho tôi gọi lại đi mà anh. Về đi. Nè. Trời ơi, cái trái sức cái cuốn vậy á mà cũng đem qua cho, thiệt tình chứ. Mình à, mình đừng có buồn nữa. Nhiều khi anh hai nghĩ mình khó nhọc lắm mới trồng được mấy trái bí ngô này, nên là không có nhận, để cho mình bán thêm được đồng nào hay đồng đó thôi mà. Mình ha. Nếu không nghĩ như vậy thì đúng là anh chị khinh thằng em này quá lắm. Mình đã cố nhẫn nhịn chứ đâu phải khờ khạo gì đâu, mà để cho anh chị chiếm hết ruộng vườn đất đai của cha ông để lại. Thôi, trời thương vợ chồng mình còn mạnh khỏe. Mình cố gắng làm lụng, ắt có ngày hưởng phước thôi. À, hay là để em cắt một trái bí ra, mình nấu ăn thử coi có ngon không. Mà sao chim nhỏ lại cất công mang hạt giống tới cho mình. Trái này ha mình ha. Trái nào cũng được mình. Ủa, sao cái gì vậy mình? Cái trái bí đâu mất rồi mình? Tại sao lại là ra tóc lúa như vậy? Ủa, tại sao từ trái bí mà lại thành đống lúa này? Hay là đây là bí thần hả mình? Hay là để em cắt thử trái thứ hai nghe. Trời, mình ơi, đúng là bí thần kỳ rồi mình ơi. Đúng rồi, vàng thiệt đó mình. Đây là trái bí mà mình đã đem cho anh chị hai đó. Bí cho mình lương thực và vàng bạc như thế này. Phải rồi, vậy là bí thần rồi. Còn một trái để em cắt luôn nghe mình. Chặt đi mình. Sao? Ủa? Ủa? Sao? Sao có cái nhà ở đây vậy mình? Hả? Mình à, mình có nằm mơ không vậy? Mình ơi, không phải là mơ đâu, mà là thiệt á. Nhà thiệt á mình. Vàng, lúa. Vàng, lúa,
nhà. Mình vậy ơi, là mình không có mơ đâu mình ơi. Vậy là từ đây mình đã có nhà che nắng che mưa rồi mình ơi. Dạ em mừng quá mình ơi. Chú ba này thiệt chứ, bây dặn là đừng có qua nữa, qua hoài qua bả càm ràm nhất cái đầu thiệt chứ. Mà cho gì, cho mấy trái bí, mấy trái bí mà cũng cho. Gì đây? Thằng Tý, thằng Tý đâu? Dạ. Ra biểu coi. Dạ, ông gọi con hả? Cái này là cái gì? Ủa, sao giống cái cuốn trái bí chú bà đem qua quá vậy ta? Hồi nãy nó bị rụng rồi con dục vô đây nè ông. Cái gì? Cuốn trái bí hả? Ủa mà sao giống vàng quá vậy ông? Vàng đâu mà vàng. Thôi đi vô làm việc đi. Nè. Dạ. Không được nói lung tung kia chưa. Dạ. Vô làm việc đi. Dạ. Bà ơi, bà ơi, bà, bà ơi, bà. Cái gì trời, gì mà kêu giật ngược giật xuôi vậy? Bà ơi bà. Nè bà, bà coi thử đây là cái gì. Hả? Sao giống vàng vậy? Vàng đó. Trời, đúng là vàng trồng rồi ông ơi. Ừ. Ủa mà sao hình thù gì kỳ cục vậy? Đó là cái cuốn bí của trái bí mà hồi nãy chú ba đem qua. Chú ba cho bà không lấy đó. Ồ. Thằng Tý nói rõ ràng vậy đó. Cái gì? Cuốn trái bí hả? Ừ. Ủa, nếu vậy thì cái cuốn nó đây, rồi cái trái nó đâu? Cái trái thì hồi nãy nó đem qua cho, mình không nhận. Nó đem về rồi. Trời ơi, tôi biết rồi. Vậy là nó không biết giá trị của trái bí, cho nên nó mới đem qua đây để cho mình. Trời ơi, của tới miệng rồi mà còn chê. Thiệt là tức quá đi. Bà, bây giờ mình tính sao? Thì bây giờ mình qua bên nhà nó để đòi lại trái bí chứ sao. Ờ ha, bà thông minh quá. Công nhận tôi lấy được bà là phước đức bảy đời luôn á. Nói thừa, đi. Hey, khoan, cất vô để ta thấy sao. Bắt công người ta thấy đó. Đi. Rồi cuối cùng là ông dẫn tôi đi đúng đường không vậy? Hả? Trời ơi, có khi nào là lâu quá rồi không có đi cho nên là không nhớ không? Không, tôi đi đúng hướng mà. Tôi nhớ cái chỗ này, hồi trước là miếng đất hoang mà. Dạ, em gửi dạ, chị. Dạ, cảm ơn ông bà. Dạ đây. Chị giữ sức khỏe nha. Dạ. Gửi anh nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, con gửi dạ. Gì? Em gửi hả? Vợ chồng nhà này á, ăn ở hiền lành có đức, nên thành ra bây giờ mới giàu có như vậy đó. Đúng rồi. Hồi còn đói khổ á, hai vợ chồng cũng góp một ít công sức giúp dân làng quá trời, cho nên mới được hậu vận tốt như vậy. Bởi vậy ông bà ta có câu hay, có đức á, mặc sức mà ăn. Chứ đâu có phải như ai bên kia. Thôi, mình về đi bà. Ủa, nó nói ai vậy? Tôi đâu có biết đâu. Tự nhiên nói ai kia, cứ nhìn ngang mình lần sau. Trời ơi. Mà sao tự nhiên có người phát trận ở đây vậy? Tôi nghĩ vậy nè, chắc là có quan lại nào đó mới về, muốn chiêu dụ lùng dân, cho nên bày trò vậy thôi. Ê, hay là mình vô, mình coi thử coi, biết đâu vợ chồng chú ba chan chân hay xin ở trỏng thì sao. Đi. Đi. Đánh đá coi. Dạ. Đánh đá rồi, trời. Cái gì vậy? Dạ, con gửi gì. Ủa. Ủa. Chú ba. Dạ. Dạ, em chào anh chị hai. Ủa, sao chú Thím ở đây? Ủa, anh chị tới thăm tụi em hả? Hồi nãy giờ là hai người phát trận ở đây hả? Dạ phải rồi. Hai anh chị tới chơi, em mời hai anh chị vào nhà. Vô nhà hả? Nhà ở đâu? Xa không? Xa quá là không đi đâu nghe. Rồi có lội sông lội suối gì không? Dạ không, nhà em ở ngay trước mặt hai anh chị nè. Trời ơi. Cái nhà này là của hai đứa em hả? Dạ phải. Dạ đúng rồi. Vậy còn miếng đất
bỏ qua bên kia sông đâu. Dạ là ở đây nè anh chị. Nè anh chị, chị hai à? Vợ chồng chú tưởng tụi tôi là con nít hay sao? Chuyện như vậy nghe sao lọt lỗ tai. Dạ vợ chồng tụi em làm sao dám nghĩ ra những cái câu chuyện quan đường như vậy để gạt anh chị. Nếu không có phép nhiệm màu mà do chú chim ban lại cho vợ chồng em, thì anh chị cứ nghĩ xem, vì sao sau một đêm mà cuộc sống của vợ chồng em lại có thể thay đổi như vậy được. Bây giờ chú chứng minh lòng thành của mình đi, bằng cách là chỉ cho chúng tôi biết cái ổ chim thần kỳ đó nó nằm ở đâu. Đúng rồi. Như vậy thì tụi tôi mới tin chứ. Ừ. Dạ tổ chim á thường nằm ở trên những cành cây cao. Nhà anh chị á cũng có những cây cao mà nhà lại rộng nữa, chắc chắn chim sẽ về làm tổ. Anh chị cứ kiên nhẫn đợi thử xem sao. Dạ phải đó, anh chị cứ để ý thử xem. Nhiều khi chúng tới làm tổ mà anh chị không để ý. Bây giờ á, nếu mà có chim tới làm tổ á, thì anh chị nhớ giúp tụi nó. Sau khi tụi nó lớn lên rồi á, tụi nó trở lại đền ơn anh chị. Ủa, chỉ cái việc đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Dạ. Vậy thôi anh chị về nha, để đi kiếm cái tổ chim. À, đi. Vậy nghe, vậy nghe. Dạ, dạ, anh chị về. Anh chị về. Cẩn thận nha. Ê, trời ơi. Từ từ chứ. Khó đi dữ. Ông làm cái gì vậy hả? Đường nó khó đi. Đi vòng vòng mà sao không thấy gì trơn ông? Tôi đâu biết đâu. Sao đi cả buổi trời mà không thấy con nào hết trơn vậy? Thiệt tình. Ở nhà chờ hoài sốt ruột quá, cho nên phải vô rừng tìm nước về nè. Nhưng mà bà, hả? Sao tụi nó ngu dữ vậy? Sao tụi nó không thấy được thành ý của mình vậy? Bởi vậy mới nói. Mệt quá. Bây giờ có mệt á thì cũng phải ráng đi kiếm tụi nó chứ làm sao. Đi. Chim ơi chim. Chim ơi là chim ơi. Ê, từ từ chứ. Chim ơi chim. Chim ngoan hay là chim ngoan? Trời ơi, mệt quá bà ơi. Tôi cũng mệt nữa. Cứ chừng. Ông có nghe gì không? Có nghe gì không? Chết rồi bà ơi. Tôi đi mệt quá cái tôi ù tai. Tôi nghe gì trơn luôn á. Ông nghe kỹ đi. Đó là tiếng của con chim non. Nghe không? Đúng rồi, có tiếng chim hót. Ở đâu vậy? Đâu rồi? Ủa, thì ra đây là con chim non trên cành cây hót liêu lo nãy giờ hả? Đúng rồi. Thấy rồi. Leo lên. Cái gì, tôi leo hả? Tôi sợ cao lắm. Tôi leo lên cây là chóng mặt tôi té. Tào lao, leo lên. Sợ vợ sống lâu. Đúng rồi, nhanh lên. Chim ơi là chim. Nhanh lên. Cẩn thận. Ê, ôi, coi chừng con chim nó té. Tôi té bà không lo, bà lo con chim nó té. Giờ phút này con chim quan trọng hơn ông ơi. Bà. Nhanh lên. Đúng rồi. Được rồi. Từ từ. Cẩn thận ông ơi. Từ từ. Trời ơi. Vậy là mình đã có tổ chim rồi. Ôi, chồng tôi giỏi quá. Trời ơi, chồng của bà mà. Sao chưa thấy con rắn nào tới hết vậy ông? Sao tôi biết được. Bà ráng chờ chút xíu nữa đi. Lâu quá à. Chờ biết tới chừng nào. Ê, bà. Ừ?
Tôi có cách rồi. Cách gì? Chờ tôi xíu. Làm gì vậy? Chọt cho nó rớt. Nè. Trời, con chim non. Ôi, tội nghiệp quá. Con chim nó bị gãy chân rồi ông ơi. Trời ơi, tội nghiệp nó quá ông ơi. Tôi cũng vậy. Bây giờ tôi đem nó vô băng bó được rồi phải không ông? Đúng rồi bà ơi. Thấy thương luôn quá. Chim ơi. Chim ơi là chim, mày phải bay đi tìm hạt bí thần về cho ta nghe chưa? Mau bay đi, rồi đem hạt bí thần về cho ta, nghe chưa? Đúng rồi, hạt bí thần, hạt bí thần. Chuẩn bị bay nha, bay nha. Bay. À, rồi. Bay hạt bí thần, hạt bí thần nha. Dạ, chuyện là như vậy đó, thưa quốc vương. Được. Hắn đã làm tất cả mọi chuyện xấu xa là để có được hạt bí. Vậy thì ta sẽ cho hắn toại nguyện. Sao lâu quá vậy? Sao không về ta? Ê, ông ơi, kìa, con chim kìa, bay qua đây. Chim thần, bay về để cho mình hạt bí đó, hạt bí thần. Cầu nguyện. Đúng rồi. Chim thần ơi, cho tôi giàu sang phú quý nhất vùng này nha, chim thần ơi. Tôi xin đa thả chim thần ơi, mau cho tôi hạt bí. Cái gì vậy? Chim thần cho hạt bí thần rồi. Mừng quá. Hạt bí, trời ơi. Vậy là mới. Bởi vậy. Thơm không? Sao nó thâm thẩm vậy ta? Ủa sao thâm thẩm? Phân chim. Trời ơi, tại sao lại cho phân chim mà không phải hạt bí thần? Ai biết đâu. Chùi đi. Ừ. Thì ghê. Trời quá đi. Ơi, tự nhiên cho cái này. Chim ơi chim, đừng cho phân chim, hãy cho hạt bí thần kỳ. Đúng rồi, cho phân chim thâm thẩm lắm cơ. Chim thần ơi là chim thần. Năn nỉ. Hạt bí thần. Bây giờ mình ra vườn sao? Mình đi gieo trồng hạt bí thần. Nó nhỏ thôi, đừng cho ai biết. Đúng rồi, đừng cho ai biết. Hạt bí thần, đừng cho ai biết. Hả? Bà làm cái gì vậy? Thì tôi tưới nước cho nó màu lớn. Bà tạt mạnh vậy. Bí thần giận, không ra trái rồi sao mình giàu? Vậy bây giờ sao? Bà tưới nhẹ nhẹ lên tay tôi nè. Đúng rồi đó. Ôi giỏi quá. Thật. Nhanh lên, lớn nhanh lên. Đây. Trời ơi, bí thần của tôi, bí thần của tôi. Tôi sợ như vậy nè nghe. Lúc mà khi tôi chẻ trái bí này ra, cái vàng bạc châu báu ào 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 ra cái, tôi không biết đựng ở đâu, không biết cái kho của mình đựng sao cho hết nữa. Còn tôi á nha, tôi suy nghĩ hả? Trời ơi, mình sẽ xây nhà kiểu gì? Bây giờ mình phải suy nghĩ trước á nha. Chứ không thôi á hả, mình xẻ ra rồi hả, thần hiện ra, rồi cái lúc đó mình không có ý kiến cái cò gì được đâu nghe. Đúng rồi. Mau chẻ đi ông, mau chẻ đi. Rồi, tôi chẻ nha.
Ủa, sao ông thấy gì trơn vậy? Ê, ủa, 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 hai cái bình quyết của tôi đâu rồi? Ơi, kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Ủa, ê, sao kỳ vậy? Khi nào mà nó xạo mình không? Cái kiềng vàng của bà đâu? Ủa cái kiềng vàng của tôi đâu? Cái đôi bông tai vàng của bà nữa. Bông tai? Ủa vậy cái trăm vàng của tôi đâu? Ủa sao? Sao? Ủa sao không thấy vàng ra mà lại mất vàng của tôi nữa? Kỳ vậy? Tôi đâu có biết đâu. Có khi nào tôi nằm mơ không? Ủa da, đau. Sao bà quên tôi? Đau là không phải nằm mơ rồi. À, đúng rồi. Thôi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Có khi nào á là nó hút vàng vô trong cái trái này nè, cái xong rồi nó sinh sôi nảy nở, rồi cái mình xẻ ra một cái, trời ơi, nó dài gấp 100 lần luôn. Trái thứ hai này mới quan trọng nè. Đúng rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Để tôi chẻ trái thứ hai rồi nha. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Đánh rít quá trời vậy, đánh rít không vậy? Trời ơi, anh ông đàn bà đánh rít nhiều vậy? Tôi đâu quyết đâu. Trời ơi, bí thần gì kỳ vậy? Không cho vàng, còn cho đánh rít không là sao bà ơi? Nhưng mà ông bình tĩnh lại đi, chắc là chim thần lộn cái gì rồi đó. Mình còn trái thứ ba mà, chắc chắn là vàng của tôi ở trong đó. Ông mau chẻ ra đi. Tôi sợ lắm, tôi không chẻ nữa đâu. Bà ơi, tôi nghĩ là mình có sai cái gì đó rồi đó. Sai cái gì mà sai? Khoan, bà để tôi suy nghĩ nghe. Đúng rồi, tự nhiên tôi với bà bắt con chim về, rồi xong cái bà bẻ chân nó, rồi bà ép người ta trả ơn. Đó, bà nghĩ coi, nếu là bà có trả ơn người ta không? Bây giờ tôi mất hết rồi, tôi không quan tâm gì nữa hết đó. Ông mau, ông chẻ cái trái bí đó ra, bắt đầu lại cho tôi. Tôi không chẻ đâu, tôi sợ lắm. Ông không chẻ đúng không? Chạy để tôi. Ê bà, ê bà, có chừng, ê có chừng. Có chừng bà ơi. Tôi sẽ lấy lại những gì đã mất và sẽ lấy luôn những gì sẽ có. Bà ơi, vàng bạc châu báu của tôi đâu? Trời. Bà ơi, bà. Bà ơi, bà có sao không? Tôi không sao. Ủa, mình đang ở đâu vậy? Tôi không biết. Rồi nhà của mình đâu? Tôi cũng đâu có biết đâu. Rồi của cải vàng bạc châu báu của tôi đâu? Tôi cũng đâu có biết đâu. Sao tự nhiên mất hết trơn vậy? Hả? Ủa, đây là địa ngục hay là trần gian? Sao tự nhiên vàng bạc và cửa của tôi mất hết rồi? Hả? Sao vậy? Sao vậy ông trời ơi? Sao lấy hết của tôi rồi? Tôi đâu có biết đâu. Vậy là mình bị trừng phạt thiệt rồi bà ơi. Trời ơi mất hết rồi bà ơi. Bị trừng phạt rồi bà ơi. Chú ba thêm ba ơi. Ủa, anh chị hai. Chú thêm ba, cứu anh chị nhé. Tài sản rồi, không còn gì hết á. Tôi hối hận lắm. Chị tham lam
mà giờ vợ chồng tôi đã bị trừng phạt rồi. Vợ chồng tôi cũng xin lỗi chú Thím vì trước đây đã từng đối xử tệ bạc với hai người. Xin vợ chồng chú Thím hãy rộng lòng tha thứ cho anh chị nha. Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, anh chị đừng buồn nữa, vẫn còn tụi em ở đây mà. Dạ phải đó, tụi em không bao giờ bỏ anh chị lúc khốn khó này đâu. Thôi mời anh chị vô nhà. Dạ đi. Mời anh chị vô nhà. Chị Hai nè, vô đi anh. Đi. Tiếng gì vậy ta? Con Khải. Ha. Tiêu mày rồi Hạc ơi. Lần này mày đủ nấu một tô cháo cho mẹ tao rồi đó. Mày khóc hả? Nhưng mà tao không có tha cho mày được đâu. Tại vì mẹ tao đang bệnh mà. Mày đừng có nhìn Giáng sinh tao vậy. Tao... thấy mày cũng tội nghiệp. Tao... tao thả mày lần này thôi đó nha. Mày mốt mà cẩn thận không để bị mắc bẫy nữa nha. Hỏi có ai ở nhà không? Ai? Trời ơi, đêm hôm khuya khoắt mà ai kêu cửa vậy? Ai vậy? Dạ. Cô... dạ, con đi bị lỡ đường. Con thấy nhà có ánh đèn nên con ghé muốn xin được tá túc qua đêm. Trời ơi, con gái một thân một mình mà đi nửa đêm khuya vậy không có tốt đâu đó nghe. Dạ, bởi vì con muốn xin được nghỉ qua đêm. À, muốn xin nghỉ qua đêm hả? Được. Vô nhà già đó nghỉ đỡ đi. Nhà già chỉ có mình già với thằng con trai thôi. Thôi vô nghỉ đi rồi có gì ngày mai hả tính. Con cảm ơn. Ừ, đi con. Sao còn dậy sớm dữ vậy? Trời ơi, đã dậy sớm mà còn quét dọn nhà cửa, rồi nấu cháo còn pha trà nữa. Cảm ơn con nhiều lắm nghe không? Dạ, con thức sớm quen rồi. Con muốn phụ bà một tay. Ừ. Ngồi ngồi, ngồi đây con. Mẹ ơi, cậu nhà mẹ nấu cháo ngon thiệt. Con quất tới ba tô luôn. Quất ba tô hả? Ngon không? Dạ ngon. Mà không phải mẹ nấu đâu. Mẹ không nấu với ai nấu? Đây nè. Đây là... đây nè, ngồi, ngồi xuống đi rồi rồi nghe mẹ hỏi. Ngồi đây đi con. Ngồi đây. Ta nói các cô này nè, hồi hôm cổ đi lạc đường cho nên mới ghé nhà mình xin tá túc. Mà con biết không, cổ giỏi dữ lắm. Sáng sớm mà quét dọn nhà cửa sạch sẽ hết, rồi nấu cháo, rồi còn pha trà nữa đó, con biết không? À, con nghe già hỏi con nè, chẳng hay con có chuyện gì gấp gáp lắm sao mà con phải băng ngang qua rừng vậy? À đúng rồi, nàng là ai? Sao nàng muốn băng qua cánh rừng này? Dạ, con tên là Ngọc Lan, quê con ở tận miền Duyên Hải. Ở dưới quê bị dịch bệnh nên cha mẹ con mất rồi. Con lặn lội đường xá xa xôi để đi tìm người chú ruột. Nhưng mà chú trở mặt không có nhận.
Con muốn băng qua rừng để về lại quê. Con nói quê con á đang bị dịch bệnh, rồi con trở về đó làm gì? Dạ, tại con không có ai thân thích hết, chỉ có chú thôi. Bây giờ chú như vậy thì con chỉ muốn về quê, chứ không biết đi đâu hết. Con không biết đi đâu hết hả? Thôi, thì bây giờ con cứ ở lại đây với già một thời gian đi, ha. Thằng Lâm con của già đó, tối ngày nó cứ lên rừng hoài hà, để già ở nhà mình buồn lắm. Nếu mà có con ở đây á, con hủ hỉ với bà đó, bà vui lắm. Con chịu không? Nè, con cứ gọi bà đó là Trần Mẫu, còn đây á là Lâm Huynh. Mẹ nói đúng đó nàng. Nàng đừng có ngại, nàng cứ ở đây một thời gian đi. Rồi khi nào hết dịch bệnh á, nàng quay về nhà sẽ an toàn hơn. Đúng rồi đó con. Dạ, con cảm ơn Trần Mẫu, cảm ơn Lâm Huynh. Ừ, vậy chứ phải được không? Đó. Mẹ. Hả? Ê, mẹ nhà con đi rừng ha. Ừ. Dạ. Nè nè. Dạ. Rừng đâu có đi ngõ đó được con. Con quên. Quên rồi hả? Cái thằng thiệt là. Đi vô đây con. Đi. Ừ. Trời trở lạnh rồi, Lâm Huynh mặc thêm áo cho ấm nha. Em có bỏ trong đây rồi, có bỏ thêm nấm cơm nữa, khi nào Huynh đói thì lấy ra ăn nha. Ta cảm ơn mày, mày thật là chu đáo. Thôi ta đi nha. Dạ. Nhìn thấy Trần Lâm và Ngọc Lan nảy sinh tình cảm, Trần Mẫu quyết định tác hợp cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Ngọc Lan à, con ngồi xuống đây đi, ta có chuyện muốn nói với con. Ta thấy con với Trần Lâm đó, hai đứa xứng đôi vừa lứa lắm. Với lại ta thấy Trần Lâm đó, nó cũng quyến luyến con nữa. Nếu mà con không chê cái nhà này nghèo á, thì ta sẽ đứng ra tác hợp cho hai đứa con nên duyên vợ chồng. Con thấy làm sao? Dạ, con mồ côi, không nơi nương tựa, được Trần Mẫu yêu thương và quý mến, con mang ơn người nhiều lắm. Con đừng có nói như vậy. Con vừa ngoan hiền mà lại vừa siêng năng nữa. Gia đình ta mà có một cô dâu như con hả, thì phước phận dữ lắm đó con à. Trần Mẫu ơi, Trần Mẫu ơi, có nhà không Trần Mẫu? Ủa con, mẹ có nhà không? Dạ thưa bà cả, mẹ con bệnh rồi, nằm trong nhà bà cả. Bệnh gì mà bệnh hoài vậy? Bệnh vậy sao dệt dãi? Dạ, mẹ con bệnh nằm cả tuần nay rồi, mẹ con không có làm được gì hết á, bà cả thông cảm. À thôi, dạ con mời bà cả vô uống nước. Thôi thôi khỏi, ta định qua đây đặt dệt một tấm lụa, nhưng mà coi bộ bà làm không được rồi, thôi khỏi. Dạ, bà... Mẹ ở nhà lo cho mẹ, ta đi dây ít tiền để lo thuốc ăn cho mẹ.
chàng đi vay tiền ở đâu? Mấy bữa trước chàng đã đi vay khắp nơi rồi. Ta cũng không biết kiếm tiền ở đâu nữa. Nhưng mấy ngày nay ta đi săn, không được con thú nào. Nàng vừa lo cho mẹ, vừa phải lên rừng để hái nấm đổi gạo, chứ cũng chỉ được bắt cháu đắp đổi qua ngày. Mấy hôm nay bệnh tình mẹ trở nặng, nên em cũng không dám bỏ mẹ ở nhà một mình mà đi hái nấm. Nhà mình thì chỉ còn có mấy chén gạo. Để ta qua làng bên xem có việc gì làm. Nàng ở nhà lo cho mẹ nghe không? Chàng à, mẹ đang bệnh nặng, chàng đi làm xa không có tiện đâu. Hay là để em dệt vải kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ nha. Nàng biết dệt vải? Sao mấy lâu nay nàng không nói cho ta biết? Em được mẹ chỉ từ nhỏ, nhưng mà lâu rồi không có đụng tới khung cửi. Bây giờ gia cảnh nhà mình khó khăn như vậy, em sẽ tập dệt lại, chắc là được. Như vậy thì tốt quá, nào có cần ta giúp gì không? Chàng dựng giùm em một vách lá ở phía sau nhà đi. Lúc em dệt vải á, em không muốn ai dòm ngó hết. Chàng đừng cho ai lại gần nha. Em, ta đi làm liền nha. Mẹ ơi, mẹ tới trong người khỏe chưa mẹ? Mẹ gắng ngồi dậy, ăn miếng cháo đi mẹ cho mau khỏi bệnh. Mẹ, cháo nè mẹ. Mẹ không nổi đâu con. Con cho mẹ miếng nước đi. Dạ. Dẹp đi mẹ không ăn nổi đâu. Nước nè mẹ, mẹ uống từ từ nha mẹ. Vợ con đâu mà nãy giờ mẹ không thấy vợ con vậy? Dạ, vợ con dệt vải sau nhà hả mẹ? Vợ con biết dệt vải hả? Dạ. Ủa mà dệt vải sao mà phải dệt ở sau nhà? Dạ, chắc nàng có bí quyết riêng á mẹ. Nàng không muốn ai quấy rầy, mà nàng có nói với con á, từ lúc nhỏ nàng được mẹ dạy dệt vải rồi, nhưng mà lâu quá nàng không có dệt nên sợ không có quen tay. Đúng rồi, bỏ lâu quá không có dệt cho nên tay chân nó lóng cống đúng không? Dạ. Thôi kệ, bây giờ mình dệt từ từ lỡ thét nó cũng quen tay rồi mình dệt được à con? Dạ, con cũng nghĩ vậy. Cho nên con có cất cho nàng cái căn nhà lá ở phía sau á, cho nàng tự nhiên dệt vải. Ừ. Mình ơi, em dệt xong tấm vải rồi nè. Mẹ, mẹ thấy trong người sao rồi? Mẹ khỏe chưa? Ơi bệnh mẹ lúc nó vậy, lúc nó khác thế rồi mẹ cũng không biết trong người của mẹ nó là sao nữa. Cái tấm vải này có phải là của con dệt không? Con dệt đó hả? Trời ơi, sao mà nó đẹp dữ vậy nè. Hồi nào tới giờ mẹ chưa có thấy một cái tấm vải này nó đẹp như vậy hết trơn đó con à. Đúng rồi. Nàng giỏi thiệt, nàng dệt tấm vải này đẹp quá. Mẹ, con sẽ đem tấm vải này ra ngoài chợ bán để lấy tiền lo thuốc thang cho mẹ. Mẹ sẽ mau khỏe thôi. Mẹ đừng có lo lắng về bệnh tình của mình nữa nha. Mình, cảm ơn mình. Mấy ngày nay không có tiền nên ta không uống cho mẹ uống. Con à, vợ con nó không quen đường xá, nó còn không biết buôn bán nữa. Con đưa vợ con ra chợ bán tấm vải này đi. Nhưng mà con nhớ tấm vải này đẹp lắm, bán giá cao cao chút nha con. Dạ, con biết rồi mẹ. Con đi nha mẹ. Đây, vải tơ lụa hảo hạng đây. Tơ lụa hảo hạng đi chú ơi, mua vải
đi con. Ơi. À, em gái mua đi, đúng. Lựa đi, lựa đi, lựa giấy đẹp đi. Đây nè, còn nhiều loại lắm. Em coi thoải mái đi. Đây còn loại này nữa, còn loại này nữa, đây nữa nè. Những cái màu vàng nổi bật lắm. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Chỗ tao buôn bán, đây là chỗ này khách đi qua mua giả của tôi. Buôn bán thì ngồi trước cửa, người thạp bên tay, đi qua bên đây. Mau. Trời ủa, ơi, hả? Cái gì vậy? Sao vậy? Sao vậy? Trời ơi, sao vậy? Ê, nè, làm cái gì vậy hả? Đi ra chỗ khác ngồi, nghĩ sao vậy? Tự nhiên cái ngồi ngay trước quán của người ta vậy, sạp của người ta vậy. Đi qua anh kia, đi qua anh kia. Để lên, lên, lên. Đi, 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 đi. Dạ. Ê! Giải đi, giải đi. Cái gì kia cục gì? Đó là buôn bán, khách ở đây mua giải. Tự nhiên ngồi ở đây à, ngồi đây sao là buôn bán? Hả? Người nào mà ngu quá chỉ qua đây ngồi vậy? Hả? Bực bội à? Em, sao tự nhiên kêu người ta ngồi dưới cửa sạp giải của mình vậy? Ai, ai đổi hô đổ thừa vô tôi vậy hả? Nói kìa. Đâu, vợ chỉ nói là đi qua đằng kia thôi. Ai mượn tự nhiên ngồi đó vậy hả? Trời ơi, khách đi đường này mua giải đi, xa xa đi, đi, đi. Nè, 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 mà hai người nghĩ sao đi, vậy? Đi qua kia đi, buôn bán đi. Đi chỗ khác đi, quán tôi lộn lẫy, sao tôi lộn lẫy lắm. Nè, đừng có ở đây, đi, 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 càng xa càng tốt, xa, càng xa càng tốt. Bà, khách, khách, khách quán. Dạ. Dạ, đây, đây, chị, dạ. Muốn cái màu nào cũng có. Đó. Tơ lụa của xã tụi em á là gọi là đẹp nhất của vùng này luôn đó. Bởi vì hai chị cứ lựa tự nhiên. Dạ, đây này chị coi đi. Đẹp quá chị ơi. Dạ bà con ơi. Dạ kính mời bà con à. Bà con mua giải đi bà con. Giải vợ tôi dệt đẹp lắm bà con ơi. Dạ xin mời bà con. Dạ. Ơ chị đâu vậy chị? Ôi miếng giải đẹp quá. Chồng chị con giải đẹp quá chị. Giải đâu mà đẹp gì? Giải đâu mà đẹp gì? Trời ơi cái giải đẹp quá à. Sờ mát ta dễ sợ vậy đó. Ủa con trai Trần Mẫu, con đi bán giải đó hả? Dạ bà cả. Má con hết bệnh chưa? Trời ơi, chắc hết bệnh rồi mới dệt được tấm vải đẹp dễ sợ vậy chứ. Nè nè nè, nè con, bao nhiêu tiền tao trả cho. Bao nhiêu tấm này vậy hả? Bà này vô duyên ở đâu chen ngang vô, người ta đang trả giá. Giá bao nhiêu vậy? Dạ 10 đồng gì hai. 10 đồng hả? Tao trả mày 12. Trời ơi, tôi trả 15 đồng. 15 đồng, mình để đây cái mình bán 20 đồng. Trả đi, trả cho bà đó. Rồi, nè, được rồi, ta trả mày 12 đồng nha. Dạ, dạ, bà cả thương vợ chồng con, bà cả thông cảm. Tại vì hai trả giá trước cho nên vợ chồng con phải bán cho dì hai trước. À, mai mốt vợ con sẽ dệt tấm khác rồi con đem qua cho bà cả nha bà cả. Thôi vậy cũng được. Nhưng mà dệt đó cho thiệt nhanh. Mà phải đẹp hơn tấm này nha. Không đẹp hơn tấm chịu đâu đó nghe không. Bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Dạ. Bà cả, tấm này đẹp hơn nè bà cả. Trả tiền cho con nha. Tiền đây. Dạ, cảm ơn dì hai. Tiền nè mình cất hết đi. Về mình đây. Mình à, anh. Hả? Tấm vải này không có dệt nhanh được đâu. Em dệt rất là tỉ mỉ nên là dệt rất lâu, khoảng 10 ngày mới xong một tấm đó. Mình cứ an tâm đi, từ từ á mình khỏe cái mình dệt. Tại vì mình bán được miếng vải này là 10 đồng, đủ tiền thuốc mình lo cho má. Với mình trang trải cuộc sống một tháng luôn á, mình đừng có lo nha. Ha. Về mình. Sao đẹp dở hơn mình kìa? Ai biết. Vợ chồng Trần Lâm đã bán được tấm vải lụa với giá rất cao. Với số tiền kiếm được, Trần Mẫu được chữa trị khỏi bệnh và gia đình có thêm chi phí để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của gia đình càng ngày càng khởi sắc. Lan rất vui và cứ 10 bữa nửa tháng, nàng lại dệt xong một tấm vải và đem xuống chợ bán. Một thời gian sau, gia đình của Lan đã khấm khá hơn, nhà cửa cũng được sửa sang khang trang hơn trước. Tất cả là nhờ tài dệt lụa có 102 của Lan. Yeah.
chị à, dạ chị mua vải cho chị ơi chị. Mua giải đi anh, mua giải đi anh. Nè, cái gì vậy? Buôn bán gì cái mặt một đống vậy, ai mua giải? Sao vậy, dọn dẹp về luôn hả? Còn sớm mà. Buôn bán cái gì nữa mà buôn bán? Ăn uống đi. Không theo. Sao vậy, sao tự nhiên? Giờ này mà ăn vậy? Uống nổi gì nữa. Ngồi đây tôi ngắp rùi không mà, tôi không có bán gì được hết trơn hết đó. Ông làm gì vậy? Phủi rùi cho bà. Vô gì? Tôi nói tôi ngáp rùi thôi chứ bộ. Tôi nói đâu mà hiểu thôi. Thà bây giờ tôi về nhà tôi nằm ngủ tôi còn sướng hơn á. Tôi nói thiệt tôi không có muốn buôn bán gì nữa hết trơn. Bà làm như có mình bà tức. Tôi nè cũng tức nè. Tức cái gì? Mà tôi dằn xuống tôi không nói ra. Từ ngày mà xuất hiện con dâu của cái lão Trần Mẫu gì đó, trời ơi, nó đem mua giải lụa nó bán cái là sạp giải mình không bán được một khúc nào hết. Ông nhắc thì tôi còn tức hơn ông nữa. Bộ con mình ông tức hả? Tôi nói thiệt với ông, hồi xưa đó cái sạp của mình nè rất là đông khách đúng không? Nhất là mấy cái bà mà giàu sụ đó, mỗi lần á bà cần lụa đẹp, lụa sang là phải đi ra kiếm cái sạp này. Vậy mà bây giờ từ cái ngày á mà con dâu của bà Trần Mẫu bán giải đó, là tôi thấy ai cũng đổ xô qua bên đó hết trơn á. Không ai thèm ngó ngàng gì tới tôi hết. Tức thiệt. Cục tức này nuốt hoài không có trôi. Nhưng mà bà để ý kỹ đi, tơ lụa đem ra bán nó dệt làm sao á, khúc vải nó rất là sắc sảo, mấy cái mình vải á nó mịn mà cộng tơ là nó mượt mà lắm kìa, bởi vậy nó mới bán đắt, người ta mới mua của nó. Nè bà, tôi nói bà đó, đi qua chỗ dệt vải của nó đó phải tìm cách nào, bằng mọi cách phải học được cái cách mà nó dệt vải. Bà phải học cho được cái bí kíp đó để về mình dệt vải mình mới bán lại chứ. Nếu không cỡ này là mình xẹp sạp vải luôn đó, bán lại nó vải ở đâu. Bà bí kíp đó làm sao rồi? Làm như là tôi không biết, tôi biết từ lâu lắm rồi, tôi đi hỏi rồi. Ông biết không, tôi cầm cái cục vàng tôi đưa thẳng mặt luôn, tôi hỏi cái bí kíp, nó không thèm. Con nhỏ này nó không có thèm vàng. Mà tôi thấy á, con nhỏ này nó kín đáo lắm nha. Bán xong là nó đi về nhà, nó không giao tiếp, không nói chuyện, không qua lại với ai hết. Ừ. Nó khó hiểu lắm đó. Được. Bà cứ để đó, chồng bà là sẽ ra tay. Tôi không bao giờ mà để yên cái ai mà đạp đổ mà đập đi cái chén cơm của tôi. Dạ, con chào Trần Mẫu. Dạ, chú Mập. Trần Mẫu đi đâu đây? À, tôi đi chợ mua chút đồ ăn. Dạ, con tính qua nhà tìm Trần Mẫu á chứ. Nhưng mà sẵn gặp Trần Mẫu đây á, con tính nói với Trần Mẫu nghe một câu chuyện rất là quan trọng. Quan trọng lắm hả? Dạ, nhưng mà vợ con không có cho nói. Thôi con đi về nha. Ý, đâu được chú. Trời ơi, chú nói chú gặp tôi là nói chuyện quan trọng rồi tự nhiên cái chú bỏ tôi đi về không được đâu, nói cho tôi nghe đi. Con muốn nói nhiều lắm, nhưng mà vợ con nói không được nói chuyện này. Tại vì nói chuyện này ra mà Trần Mẫu nghe hả là gia đình á quan mang, bàng hoàng, sửng sốt, nói chung là nói ra là tan đàn rã nghé, gia đình không có hạnh phúc nữa, nên con không dám nói đâu. Như vậy là nói tới gia đình tôi phải không? Dạ. Vậy là nói tới cái chuyện gia đình thằng con tôi phải không? Dạ đúng. Không, cái này chú phải nói à. Chú nói cho tôi nghe đi, sao nói cho tôi nghe đi. Dạ dạ, lỡ con nói tới đây rồi con nói luôn. Ừ. Con không nói con chuyện không có nổi. Con dâu của Trần Mẫu á đi ra chợ bán vải á, cái liếc mắt đưa tình ngã ngớn với mấy công tử nhà giàu, trời ơi, cả chợ ai cũng thấy hết trơn, phải mình hay là chồng cũng thấy đâu, nhưng mà không ai nói, chứ con mình con dám nói thôi, chứ cũng thương Trần Mẫu đó, thấy chưa, con nói vào chuyện nghe kinh thiên động địa, nói ra là Trần Mẫu đứng luôn à, chết đứng luôn, không nói chuyện được luôn kìa, thấy chưa, bàng hoàng luôn, thấy chưa, vợ con cấm không được nói. Ê, chết, trời ơi, Trần Mẫu đừng nói là con nói nghe, vợ con là con chết nghe, thôi con đi với Trần Mẫu đi chợ đi. Nghe Trần Mẫu đừng nói là con nói chuyện này, Trần Mẫu biết nha, vợ con nói là con chết á. Dạ, con đi nha Trần Mẫu. Con mua chuối không? Mua chuối đi em. Con nhìn chị nãy chuối đi, tệ quá. Ai mua chuối không?
chuối ơi. Này buôn bán sao mà nó ế ẩm quá. Điều này chắc phải dọn về cho con nó ăn từ cơm. Mà sao giờ này em còn đứng đó như vậy? Dạ, bà báo hộ hẹn em đến đây để xem giải. Mà giờ này chưa thấy bà tới nữa, nên là em ngán lại đợi một chút. Vậy thôi em ở lại em chờ nha, chị về trước nha. Dạ. Này bán ế quá. Ừ. Chợ đã tan rồi, sao vẫn chưa về? Này đứng đây chờ ai à? À, ta chỉ muốn đi ra chợ mua một ít bánh giá cho mẹ là thôi. Mà chợ tan rồi, ta không biết phải mua bánh ở đâu nữa. Tôi vừa thấy chị bán bánh đi hướng này nè. Anh đuổi theo chắc là kịp đó. Bây giờ anh đi theo liền đi. Tan chợ mà cô ấy vẫn còn đứng đó, nói chuyện vui vẻ với ai vậy ta? Nha. Trần Lan, chàng lại đi uống rượu nữa hả? Vợ hiền của ta, vợ xinh đẹp của ta. Ta đâu có uống rượu, ta đâu có say. Chẳng qua là ta vui với bạn bè chiến hữu, chỉ dài chung thôi. Nàng hiểu không? Dạo này chàng thay đổi nhiều quá. Chàng lạnh lùng, chẳng quan tâm gì tới em hết. Để em dìu chàng vào phòng nghỉ. Mà khóc à? Ta không cần. Trần Lan, tại sao chàng lại lạnh lùng với em như vậy? Em đã làm gì có lỗi, chàng nói đi. Cớ sao ở nhà này ai cũng im lặng với em? Mẹ không còn yêu thương em như ngày nào nữa. Em chỉ còn chàng là niềm an ủi. Vậy mà chàng cũng lạnh lùng với em nữa hả? Như đã như vậy rồi, em không còn chí sống trên đời này nữa. Sao? Lúc này con có nhiều tâm sự lắm đúng không? Rượu chè mê tha.
con có tâm sự gì con cứ nói cho mẹ nghe đi. Mẹ à, chuyện người ta đồn vợ con ngoài chợ cũng có phần đúng. Cũng có phần đúng hả? Như vậy là con thấy vợ con nó đi với nhân tình phải không? Có nhân tình hay không mà con không biết. Nhưng mà mấy bữa trước, sau khi tan chợ, con thấy vợ con rất thân mật với một công tử. Trời đất quỷ thần ơi, ta nói rồi mà, đàn bà con gái gì mà lả lơi với đàn ông con trai như vậy. Bởi vậy cái tin đồn của người ta là đúng lắm rồi. Trời đất thánh thần ơi, như vậy làm sao mà được. Mẹ, cho dù con có nhìn thấy đi nữa, con cũng không tin vợ con là dám làm những mấy cái chuyện bất chính như vậy đâu. Mẹ cũng không có tin. Nhưng mà bây giờ mẹ hỏi con nè, nó làm cái gì ở trong cái chòi đó mà nó không cho mẹ con mình vô, nó là sao? Mẹ nghi là mấy cái tấm vải mà nó nói nó dệt hả, không phải là của nó đâu, mà là của người ta đưa cho nó để nó che mắt mẹ con mình, phải không? Có đâu mẹ ơi, con không tin có chuyện đó. Mẹ cũng đâu có muốn tin đâu. Nhưng mà cái chuyện ngang nhãn trước mắt vậy làm sao mình không tin được. Bây giờ mẹ hỏi con nè, nó làm gì ở trong cái chòi đó mà nó không có cho mẹ con mình vô, đúng không? Dạ. Rồi có một cái này nè, nó làm việc mờ mờ ám ám, rất là kỳ lạ. Cái chuyện này mới quan trọng nhất nè, là từ trước tới giờ nó nói nó dệt vải, mà mẹ với con có thấy nó dệt vải bao giờ đâu. Đúng rồi. Ừ. Vậy thì con với mẹ phải tìm cho ra lẽ mới được. Đúng, phải tìm cho ra lẽ mới được. Con Hạt. Mày là con Hạt? Tôi con Hạt. Con Hạt. Ngọc Quang. Ngọc Quang. Ngọc Quang. Ngọc Quang. Tỉnh dậy con. Ngọc Quang. Ngọc Lan. Ngọc Lan tỉnh lại đi con. Em có sao không Ngọc Lan? Ngọc Lan à. Con chính là một con Hạt mà Trần Lan đã cứu con khi con mắc bẫy. Con Hạt. Vậy là sao á? Mẹ không hiểu gì hết con à. Đó là một chuyến đi săn của con. Con thấy con Hạt này bị sa vào bẫy, con đã cứu nó và thả nó bay đi. Ai ngờ vì mang ơn cứu mạng nên con quyết định làm vợ chàng để đền đáp. Em đã tu luyện nhiều năm nhưng chưa thành chánh quả, nên dù là người nhưng vẫn mang hình hài một con Hạt. Trời ơi, trời ơi là trời, vì muốn cứu cả nhà của mẹ quá khổ, cho nên con có rất lòng của mình để dệt nên những tấm vải đó, phải không? Tước lòng của mình để dệt thành những tấm vải là điều bất đắc dĩ mà con phải làm, vì điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới đạo hạnh của con. Trời ơi, trời ơi, tất cả là lỗi tại mẹ hết nè. Tại vì mẹ tham lắm, mẹ muốn có nhiều tiền, cho nên mẹ buộc con phải dệt những tấm lụa cho mẹ. Nhưng mẹ không ngờ, mẹ thúc ép con như vậy,
con rất máu thì có con rồi. Trời ơi là trời. Ngọc Lan, anh xin lỗi em. Tại anh mà em tiều tụy như thế này. Tiền đã về sao á? Này có phải tước lòng đi để dệt lụa nữa đâu. Tại với mẹ sẽ chăm sóc và lo lắng cho nàng để nàng phục hồi sức khỏe như xưa. Như Ngọc Lan, Ngọc Lan ráng lên con, không kịp nữa rồi. Như ai nhìn thấy hình hài nửa người nửa hạt của con sẽ bị mất hết phép thuật và mãi mãi trở thành một con hạt. Ngọc Lan, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Ngọc Lan à, Ngọc Lan. Hai mẹ con Trần Mẫu trở về sống trong căn nhà xưa và bán hết tài sản. Nhà cửa có được từ công dịch ruộng của Lan để làm việc thiện, tích đức với hy vọng rằng Lan có thể phục hồi đạo hạnh, thoát khỏi kiếp chim hạt và trở về đồng tụ với gia đình. Sức nói cái thằng này, kêu nó ở nhà, nó trẻ củi, nó gánh nước rồi nó coi chừng nhà giùm cho mình ngủ, mà nó bỏ nó đi chơi cái kiểu này. Thiệt tình thân ơi thân. Trời đất cơ, bởi vì cái thằng này kêu nó ở nhà, nó gánh nước, nó trẻ củi, rồi nó coi chừng nhà cho mình ngủ, mà nó bỏ nó đi chơi, cho nên gà nó bươi, nó làm dơ bẩn cái nền nhà của tôi hết trơn hết trọi rồi. Thì cái thằng này. Thân ơi! Thân! Dạ? Dạ. Bà mong kêu con. Tao không kêu mày chứ tao kêu ai? Ông đã dặn rồi. Kêu mày ở nhà, ham. Gánh nước, trẻ củi, coi chừng nhà cho tao. Mà mày ham chơi, mày bỏ mày đi. Mày có muốn tao bỏ đói mày cứ trưa này không? Bà mong. Ừ. Con không có đi chơi. Ừ. Con thấy Châu đói quá, nên con đánh Châu ra đồng cho nó ăn trước. Xong rồi con về nhà, trẻ củi, gánh nước sau. Nhưng mà ít ra là mày cũng phải báo cho ông biết mày đi đâu, mày làm cái việc gì chứ. Tự nhiên mày không nói với ông tiếng nào hết trơn vậy? Dạ bầm ông. Ừ. Lúc đó ông đang ngủ. Ừ. Không dám kêu ông dậy. Ừ. Nhưng mà con để lại lời nhắn mà. Để lại lời nhắn? Tao có thấy tao có biết gì đâu. Mày lại mang thêm một cái tội mày nói dốc tao nữa nghe chưa? Có mà ông. Có đâu? Ê! Ông dạo lên lời nhắn con kìa. Gì vậy? Gì vậy? Khác cái gì đâu mà dập. Đây là ba bức hình. Ờ. Đây là lúc ông ngủ nè. Ờ. Còn đây là lúc con đi gánh Châu. Ờ. Còn đây là con đi gánh nước. Ờ. Có nghĩa là con đi gánh Châu xong rồi thì nhà con đi chè củi gánh nước sau á. Vậy là cái hình vẽ này mày vẽ. Trời đất quỷ thần ơi, mày nghĩ sao mà mày vẽ tao nằm ngủ y như con heo chành bành vậy mày? Hả? Đúng là cái thứ ngu. Tao là phú hộ ở đây nghe, vào nước vách đây nghe. Mày mốt bỏ ba cái vụ mà vẽ hình bắt chữ này kia đi nghe. Dạ. Dốt mà bày đặt lòng khôn.
thế làm sao con báo cho ông được? Con viết chữ á, ông không đọc được. Mà con kêu ông vậy là vô phép. Mày là cái thứ mồ côi, nghèo, đi làm mướn mà còn bày đặt biết chữ. Yeah. Bỏ vô ở đây, múc nước rửa sạch cái sân nhà tao. Dạ. Nghe chưa? Ông không thích thì con chùi. Ở nhà mình dạy ở đây vậy, nhưng mà cứ dạy bằng cái gì đây? Mình dạy trên lá chuối vậy. Xô đẩy như vậy, nghe rõ chưa? Bây giờ nè, nghe nói nè, ai muốn dai là phải điểm chỉ vô cái ước rồi mới được dai, nghe rõ chưa? Yeah. Ừ. Còn ai mà chen lấn là mất trật tự là tôi tống cổ ra khỏi chỗ này, nghe chưa? Rồi tới đây điểm chỉ vô. Rồi ông này ông già mà ông hết thiệt quá vậy. Ráng nhịn nhục đi, mình còn mượn lúa về mình làm nữa chứ. Trời đất ơi, mày cho dai lúa mà mày múc cái kiểu đó mày giết ông à? Người ta múc xong người ta phải cán cho nó bằng đi, nghe chưa? Dạ. Nè, nói thêm cho mấy người biết nè, dai một là phải trả hai. Ai đồng ý dai thì ở đây, ai không đồng ý thì ra về, nghe chưa? Dai không? Điểm chỉ vào đây. Trời ơi, cắt cổ bổ họng ta mà. Thôi kệ đi, ông già chứ cắt đứt lắm. Đây, điểm chỉ vô. Ê, ông nào, ông chen đâu ngang vậy ông? Ra sao đi? Tôi vô dạy lúa mà cô. Khổ thân ông quá à, con cháu ông đang để ông đi mình vậy. Làm ơn đi, cho tôi vô. Dạ. Ra sao, ra sao, xếp hàng. Điểm chỉ vô. Rồi. Đi ra sao xếp hàng đi, tới sao ông cứ chen lên hoài à. Đây, điểm chỉ vào. Đây, điểm chỉ vào. Thôi thôi thôi, rồi xong, mở kho cho da nhiều đó được rồi, đóng kho lại. Dạ mai giải tiếp. Dạ, ông chủ ơi cho làm ơn cho tôi. Ông ơi, thôi thôi, sao tôi mệt với mấy người quá. Rồi thằng, đem lúa vô cắt đàng hoàng cho ông nghe chưa? Vậy là sao? Trời ơi, trời ơi, cũng như không mà. Ông chờ con với em ơi. Ông
dễ con. Chắc ông đói phải không ông? Ông ăn đỡ này đi. Ừ. Con thật là tốt. Nhưng ta ăn rồi, con phải nhịn đói sao? Con còn trẻ, con khỏe hơn ông nhiều. Ông phải ăn để có sức để đi chứ. Ngày mai con sẽ dẫn ông đến tiệm chị vay lúa của ông chủ, chứ ông chàng không có nổi đâu. Cậu bé thật là tốt bụng. Tội nghiệp con, sống kiếp tôi đòi trong nhà tên Phú Hộ keo kiệt hách dịch đó. Chắc là con cũng không được yên thân. Hắn có vặt đãi con không? Không sao đâu ông, con là trẻ mồ côi, đi đâu cũng phải có việc làm để có cơm ăn. Con có sao hết. Rồi con không nghĩ sau này lớn lên mình sẽ làm gì sao? Con có muốn đi học không? Con có ước mơ gì không? Con ước sao cho dân nghèo bớt khổ. Còn việc học thì... Sao con? Khi cha mẹ con mất, con phải nghỉ học. Nhưng mà con biết chữ đó ông. Ông biết không? Con thích nhất là vẽ. Hỏi là hỏi vậy thôi. Chứ ta biết con là cậu bé có tài vẽ. Trời sinh con ra là để vẽ. Con hãy mang nét vẽ của mình đem lại ấm no hạnh phúc cho người nghèo. Ông ơi, ông là ai? Sao mà ông hiểu rõ về con quá vậy? Con làm sao có thể giúp được dân nghèo? Con không cần biết ta là ai. Thương con, ta sẽ tặng cho con một món quà. Đây là cái bút thần kỳ, con hãy cầm lấy. Với cây bút thần kỳ này, con có thể tùy thích vẽ bất cứ ở đâu, và tất cả những gì con vẽ ra sẽ trở thành hiện thực. Con hãy dùng nó cho việc có ích nhất. Con hiểu lời ta nói không? Thật con hiểu. Tại sao lại vẽ nó sẽ biến thành hiện thực ông? Ông là Tiên. Ông Bộ. Con tạ ơn ông Bộ. Nếu mình vẽ cái gì nó thành hiện thực thì trước hết mình vẽ chén cơm trước đi. Mình đói quá rồi. Cha. Về. Hôm qua tụi nó kéo đây rừng rừng, sức đầu mẻ chén chen nhau quá trời luôn để vay được lúa nhà mình. Còn hôm nay con thấy ai vậy? Con hỏi cha, cha biết hỏi ai. Ồ. Trời. Sao vậy cha? Con. Dạ. Có khi nào cái thằng Phú Hộ làng bên nó chơi khăm mình, nó hạ cái lãi nó xuống thấp để mình nó lôi kéo cái đám dân ngu ở làng mình qua vai bên làng bên nó không? Dám lắm á cha. Tức thiệt chứ cha. Để cha có cách. Dạ. Cha sẽ kêu thằng thân nó chạy qua bển nó coi coi có đúng vậy không. Nếu đúng vậy là mình sẽ lôi gia nhân mình qua bên nó quất cho nó một trận heo cho nó biết mặt mình. Nghe. Đúng rồi cha. À. Thân ơi. Thân. Thôi cha. Thân. Cha khỏi tìm nó đi. Sao?
Sáng giờ con không kêu nó quá trời luôn mà con không thấy đâu, chắc nó đi chơi rồi cha. Đi tìm nó về đây cho tao, lôi cổ nó về. Gì vậy? Thân ơi! Thân ơi Thân! Thân ơi! Thân ơi là Thân! Cậu bé thì còn nhỏ mà tốt bụng ghê ha. Con nhỏ như vậy lấy gạo đâu ra mà cho tụi mình? Ừ đúng rồi đó. Có khi nào lấy gạo công phú ông để cho tụi mình không ta? Ừ đúng đó. Thôi nào. Các cô các chú yên tâm, gạo này á không phải ông phú ông đâu, mà do đạo nhân ban tặng, nhờ con phân phát cho mọi người á. Tuyệt đối gạo này không phải của phú ông. Thắng nói đúng không cha? Mà sao kỳ vậy? Lúc mà cha đi với cha kiểm tra gạo, con coi nhà mình đúng cha? Ai đưa cái này cho nó vậy ta? Trước khi đi là cha đã kiểm kho rồi, gạo trong kho mình còn nguyên mà. Đất thiệt chứ, cái việc làm ăn vậy mà nó cũng chẳng đâu cha được nữa. Bực mình thiệt. Thôi, mình về đi nha cha. Ừ. Đi cha. Gì có cái mền à, có như vậy mà mình không có nghĩ ra. Hai cha con mình hôm qua mình rình đó, nhìn kỹ càng luôn, thấy nó quẹt 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 lên đây nè, ra nguyên cái mền luôn. Này kỳ ta. Dạ. Cái này lạ thiệt á. Dạ đúng rồi. Không hiểu nổi luôn á. À, sao cha? Ngày hôm qua con có nghe khi nó vẽ xong, nó có đọc thần chú cái gì không? Có, con nhớ rất là rõ luôn, thằng khác. Nó đọc cái gì? Lạnh quá, ước gì cái mền hiện ra. Ú dạ, gì vậy cha? Đọc thần chú vậy mà ai không đọc được. Thì nhớ sao đọc cho cha nghe thôi. Thì vậy ta. Mà... vẽ ra cái mền. Dạ. Mà bây giờ còn tờ giấy trống trơn. Sao kỳ vậy ta? Không hiểu nổi à. Vẽ trên tờ giấy. Dạ. Rồi cái mền xuất hiện. Dạ, cái hình mất tiêu. Cái hình mất tiêu. Dạ, đúng rồi. Sao cha cười? Vậy là cha hiểu rồi. Sao cha? Sao? Như vậy là nó có học phép thuật.
phép thuật. Còn nếu nó không có học phép thuật, còn nếu mà nó không có học được phép thuật thì cây bút này là một cây bút thần kỳ. Hay vậy cha. Dễ lên với cái gì là nó hiện ra cái đó bằng sự thật. Để cha vẽ thử coi nó có hiện ra không nha. Đúng rồi, cha vẽ thử đi cha. Vẽ đi cha. Cha vẽ đi. Cha đâu có học đâu biết vẽ. Con có học con vẽ đi. Vẽ thôi cha. Nhưng mà mấy bữa con đi học á, nhờ thì vẽ em con mà, đâu có vẽ đâu. Thằng mày làm tao thất vọng quá mày. Cho mày đi ăn đi học rồi mày nhờ thằng thân nó vẽ không là sao? Dạ. Chán mày quá. Thôi bây giờ vậy cũng dễ lắm, không có gì đâu bây giờ. Sao cha? Con chỉ cần vẽ một cái hình vuông. Dạ. Để coi nó có hiện ra cái mền hay không. Dạ. Mày đừng nói tao mày vẽ cái mền không được ha. Dạ. Vuông nhất là được rồi đúng không cha? Ờ. Vẽ thì vẽ. Xong rồi đó cha. Dạ. Con vẽ cái mền là nó ra cái mền. Thì đúng rồi cha. Cái mền đẹp quá cha. Cái mền cái... mền cái đầu mày chứ mền cái này là cái nù vẽ chứ cái mền cái gì. Cha kêu con vẽ sao vẽ vậy mà. Cho mẹ ăn học mày vẽ cái mền nó ra cái nù vẽ. Thôi bây giờ vậy nè. Sao cha? Mày vẽ thử cho cha một cục vàng đi. Cục vàng nó dễ vẽ lắm. Dễ mà cha. Đâu? Cục vàng mà. Ừ. Cục vàng thôi mà. Ồ, đẹp cha. Chưa. Chưa. Tao lấy cục đá này tao phang mày bể đầu mày. Thôi cha. Cái cục này mà cục vàng á. Bây giờ làm sao cha? Được. Sao đó cha? Cha có cách. Cách gì cha? Cha bắt thằng thân nó vẽ. Ồ, đúng rồi ha. Ông đã nói với con nhiều lần rồi. Ha? Con là một đứa trẻ mồ côi, tứ cố vô thân. Nếu mà không có ông đem con về đây nuôi nấng thì con đâu có còn tới bây giờ, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhờ vậy con mới dốc sức dốc lòng làm cho ông á. Bởi vậy cho nên á, ông coi con cũng như là con cháu ở trong nhà ông vậy đó. Dạ con có dám, con chỉ là kẻ ăn người ở thôi. Con á, con đừng có khách sáo với ông như vậy. Có nghĩa là mày cứ coi nhà tao như là nhà của mày, được không? Nhưng mà ông kêu con tới đây có chuyện gì không? À, có phải cái cây bút này của con không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà sao ông lại lấy của con? Nè, ai cho con cây bút này? Dạ, một ông cụ cho con. Ông cho con xin lại đi. Ông sẽ cho con xin lại với một điều kiện. Điều kiện gì hả ông? Là mày vẽ cho tao đi, rồi chia đôi ra cũng được. À mà không, tao 7, 13, mày vẽ là quằn chút xíu à. Không, vẽ là sao? Con không có hiểu. Mày đừng có giấu giếm nữa. Tao đã biết hết những cái bí mật của mày rồi, mày nghe rõ chưa? Nếu mày mà không vẽ cho tao á, thì tao sẽ giao cây bút này cho quan huyện. Đưa cho quan huyện đó nha mày. Rồi tao thưa mày về cái tội dùng tà thuật để lừa đảo. Ở tù Mục Xương đó nghe con. Mục Xương nha mày. Tôi không có biết gì hết. Trả lại cây bút cho tôi. Mày có vẽ cho tao hay không? Mấy người tham lam quá. Tôi không có vẽ đâu. Tao tức mày lắm rồi đó nghe. Nha. Dạ. Đem nó, nhốt nó ở phía sau cho tao. Dạ. Ừ. Canh chừng nó cẩn thận. Ừ. Rồi còn cái bút này sao cha? Mày ném vô trong mặt nó. Nhưng mà nhớ canh chừng, nó vẽ được cái gì lấy hết cái đó cho tao. Dạ, con hiểu rồi. Đi. Đi mày. Mày hư rồi.
nói cho vừa cứng đầu với ta. Mình phải thay khỏi nhà phú hộ Lam Lam này để còn có chút phép màu cứu dân nghèo nữa. Bằng mọi giá mình phải giữ được bí mật của cái bút đồng này để lo cho đời. À, biết phải làm gì rồi. Những bức tranh ở đây là cậu vẽ à? Dạ. Xin mời chú mua. Còn nhỏ mà đã có tài như vậy sao? Được rồi, ta sẽ mua bức tranh này. Dạ. Đây. Dạ. Thật là đẹp. Cha, đẹp quá. Thật là đẹp. Thật là đẹp quá. Này cậu bé, cậu bán cho ta bút hoa này đi. Dạ. Bút hoa này như là thật vậy đó. Mấy con ong con bướm cứ vây quanh lại. Dạ, cảm ơn. Cậu bé, tại sao con chim này lại không có mắt? À, em quên, lấy này em vẽ thêm. Được rồi, ta lấy bức tranh bên đây. Dạ. Dâu á mà đủ bốn chân thì nó đâu còn ở trong tranh. Cá mà đủ hết vai nó nhảy xuống sông bơi lội rồi còn gì. Xin lỗi chim nha, tao mà thêm điểm nhảy cho mày chắc mày bay mất quá. Chết. Tất cả đứng yên hết. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cậu bé ngoan lắm. Quan phủ sai ta đến đây mời cậu bé về Vinh phủ một chuyến có được không? Về Vinh phủ để làm gì? Hỏi cái gì mà hỏi? À, tại vì quan phủ mến mộ cái tài vẽ tranh của cậu, thành ra muốn mời ta tới đây để mời cậu về vẽ tranh cho quan phủ được không? Không có nhân nhị gì hết. Lính, mời cậu bé đi. 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 Hòa sư là cậu bé này đó à? Dạ. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Tôi không có biết gì hết. Tôi chỉ bán tranh kiếm sống ở ngoài chợ thôi. Lý Tam. Dạ.
ông không đưa làm người vào đây chứ? Dạ bổng quan, dạ không à. Dạ tiểu nhân chính mắt thấy cậu bé này và dạ, vẽ tranh thế nào biến thành sự thật cái đó, không hề nói sai một lời à. Ta không tin. Kêu nó vẽ cho ta coi. Cậu bé vẽ đi, vẽ cho quan coi đi. Tôi không có vẽ đâu. Vẽ đi. Thôi được rồi, người lấy cây bút của nó, người vẽ cho ta coi. Dạ, không vẽ. Để tôi vẽ. Còn đó. Dạ, hai thằng vẽ. Vẽ đi. Dạ. Thật à. Linh nghiệm, linh nghiệm. Dạ, vẽ nữa đi. Dạ, vẽ nữa đi. Dạ, vẽ, vẽ. Khoan, nhớ đừng vẽ rắn nữa nha. Vẽ cái vẽ cái gì? Vẽ vàng bạc châu báu thật nhiều cho ta. Vẽ đi, vẽ đi. Vàng bạc châu báu dạ. Dạ, bà. Châu báu, dạ, dạ. Hả? Vẽ cái gì vậy? Dạ, 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 dạ bẩm đại quan. Dạ, thằng bất tài vô dụng. Dạ, cái nghề vẽ là của cậu bé này. Tiểu nhân không biết. Nè, tự cậu bé muốn sống hay muốn chết? Muốn sống thì quan kêu vẽ cái gì thì vẽ cái đó đi. Vẽ đi. Vẽ đi. Vẽ cho ta một cái lâu đài to bằng cung điện. Ta muốn sương dương một tuổi. Hãy vẽ đi, vẽ đi. Được, tôi sẽ vẽ. Nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu tôi vẽ xong, cái người hình hạ tôi ra đi cùng với cái bút này. Được, được, được. Vẽ đi, vẽ đi. Vẽ đi, vẽ đi, vẽ đi. Vẽ, vẽ, hãy vẽ đi, vẽ đi. Kể từ đó, cùng với cây bút thần kỳ, cậu bé tinh thần đã đem tài nghệ của mình đã giúp đỡ dân nghèo khốn khó. Vừa thông minh vừa có tâm, Thân đã sử dụng được phép màu này có ích lợi nhất cho bà con dân làng, nhằm san sẻ bớt khó khăn hoạn nạn. Bọn tham quan dù có thèm muốn đến đâu cũng không làm sao ép buộc được cậu. Ở hiền gặp lành, chúng ta hãy tin tưởng vào điều đó. Thank you.
ai đó. Vào đi. Chào ông bà. Tôi đi săn, vô tình bị rớt xuống đây. Ông bà có thể cho tôi tá túc qua đêm, ngày mai tôi đi sớm. Được rồi, cậu vào đây ngồi cho ấm. Cảm ơn bà lão, bà thật là tốt bụng. Bà, nơi đây là rừng sâu núi thẳm, tại sao ông bà lại sống trong một cái hang động heo hút như vậy? Ta là Nguyệt lão, còn kia là ông Tơ. Ta đang ngồi xe duyên cho những cặp tình nhân ở dưới trần gian. Bà là Nguyệt lão? Vậy còn những sợi dây màu hồng này chính là những sợi dây mà gắn kết những đôi tình nhân lại với nhau sao? Đúng vậy. Khi ta xe những sợi chỉ này càng nhiều thì tình yêu của những đôi tình nhân nó càng sâu nặng. Và ngược lại, nếu ta xe ít thì đó là những mối tình không được bền. Còn một khi ta muốn đôi trai gái nào nên duyên thì ắt những người đó sẽ kết duyên và không lìa xa nhau được. Sao ta thấy nét mặt công tử chất chứa nhiều tâm sự? Công tử à, công tử có điều gì ưu tư, có thể nói cho ta biết, coi ta có thể giúp gì cho công tử được không? Thưa bà, tôi có nỗi niềm riêng, bấy lâu nay cứ khênh khênh trong lòng. Cũng may là hôm nay gặp được ông bà lão, mong ông bà nói cho tôi biết tại sao duyên số của tôi cứ lận đận như vậy. Cũng đã hai lần sắp thành thân rồi, nhưng mà gặp chuyện cuối cùng lại không thành. À, đó là do duyên của công tử chưa có đến nên mới xảy ra chuyện không thể thành thân được. Công tử đừng có băn khoăn nhiều, khi duyên đến công tử có chạy trốn cũng không thể thoát đâu. Nguyệt lão, người có thể cho tôi biết sau này tôi sánh duyên cùng với ai được không vậy? Công tử, chẳng hay công tử đây tên gì? Dạ thưa ông lão, tiểu nhân tên là Trần Hạ, vừa tròn 20 tuổi, là con trai duy nhất của quan đại thần Trần Trung. À, Trần Hạ, ngày tháng năm sinh. Sao này công tử sẽ sinh duyên cùng như Lan Anh, con của bà lão mù lòa, ăn mày ở chợ Đông gần kinh thành rồi. Ông lão thật là quá đáng. Ta đường đường là một con trai duy nhất của quan đại thần, văn hay chữ tốt như vậy, lại sánh duyên cùng con gái bà lão mù lòa ăn xin hả? Sao lòng dạ của ta lúc nào cũng bồn chồn vì câu nói của ông lão trong rừng hoài vậy? Em như thế nào mà tại sao lại dẫn mẹ đi ăn xin vậy? Em mồ côi cha từ nhỏ, gần đây mẹ hay đổ bệnh, không có tiền mua thuốc cho mẹ nên mẹ phải chịu mù lòa. Nhưng em không biết làm gì để kiếm tiền nuôi mẹ nên em phải dẫn mẹ đi ăn xin kiếm sống qua ngày. Em tên là gì? Em tên là Lan Anh. Lan Anh,
Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào được. Lan Anh. Dạ. Mẹ. Con ngồi xuống đây với mẹ đi con. Cha không tin, không thể nào tin được. Những lời ông lão đó chỉ là quan đường thôi. Dạ thưa cha, lúc đầu con cũng không tin, cho nên con mới đến tận nơi, xem tận mắt, nghe tận tai, đúng là mẹ con bé đó bị mù lòa, y chang những lời ông lão nói. Không lẽ đó là ý trời đã định sao? Không thể được. Nhưng mà nếu có, con cũng sẽ cãi mệnh trời. Con không thể nào làm chồng một cô bé ăn mày bẩn thỉu như vậy được. Cha cũng vậy. Gia đình chúng ta gia thế quyền quý, không nên làm chấp nhận con mụ ăn ngoài, mụ lò làm thông gia được. Vậy bây giờ ý cha là sao? Tuy câu chuyện có vẻ quan được, nhưng mà để diệt trừ hậu hoạn, ta sẽ... Cha muốn giết con bé đó à? Nhưng mà nếu lỡ... Không được, con bé nó chỉ mới 10 tuổi thôi. Nhìn con bé bẩn thỉu như vậy, con không cam tâm mà lấy được. Cha biết lúc này con đang tâm trạng rối bời. Thôi thì cha bỏ chuyện, cứ để cha lo liệu. Dạ, tùy cha quyết định, con sẽ nghe theo. Nguyễn ra ngoài chợ đông, thừa lúc dán người truy sát hai mẹ con quận mài cho ta. Nhớ ra ta nhanh lẹ và sạch sẽ, về ta sẽ trọng thưởng cho. Dạ thưa điện nhân, bà Mai đã tới. Nguyên lưu ra ngoài. Dạ. Dạ, dạ, thưa đại nhân à. Đại nhân cho người gọi tôi tới đây có điều chi sai bảo à. Bà ngồi đi. Dạ, dạ, tôi không dám à. Được rồi. Tôi nghe nói bà nổi tiếng là mát tay trong việc mai mối ở trong kinh thành này. Cho nên tôi muốn nhờ bà tìm một người cho con trai của tôi. Con trai của đại nhân à? Hình như là đại nhân á có một công tử thôi mà, không lẽ thì nó đó chứ ai. Gần 10 năm qua rồi mà công tử cũng chưa có thành gia thất hay sao vậy thưa đại nhân? Nếu nó đã có rồi thì ta cho mời bà tới đây để làm gì? Trong thời gian qua nó vùi đầu vào kinh sử. Dạ. Nay đã thành danh rồi nhưng mà chuyện thê tử cũng không có màng tới. Tôi có hối thúc thế nào đi nữa nó cũng bỏ ngoài tai. Bây giờ ta già rồi, cũng gần đất xa trời rồi, vậy mà vẫn chưa có người nói dối. Cho nên ta muốn nhờ ngươi tìm cho ta một người để làm vợ của nó. Xong việc ta sẽ động thưởng cho. Dạ. Dạ, nhưng công tử không có màng tới cái chuyện đó thì tôi biết làm mai cho ai đây? Dạ thưa đại nhân. Ta nói ngươi tìm thì cứ tìm đi. Dạ. Lần này nhất quyết bắt nó phải lấy vợ cho bằng được. Mua kiến nè anh ơi. Rồi mua liễn nè. Liễn đẹp nè. Mua liễn nào bán tôi nè. Dạ cái này tôi nè cứ chọn đi. Mua cái nào mới biết đẹp quá. Đấu giá được. Dạ dạ mời cô. Chị ơi, lụa kìa. Dạ, mời quý khách vô coi hàng nè.
Đó. Cái này đẹp quá ha. Cô muốn viết câu gì? Đẹp lắm. Chú lựa đi chú. Cái này đẹp lắm. Quý khách cứ coi tự nhiên nhỏ. Dạ. Cô coi đi cô, kiếm đẹp lắm nè cô. Dạ. Dạ. Rồi. Làm gì vậy? Buông ra, buông ra. Buông đi. Buông ra. Buông ra. Chú ơi, buông ra. Đứng lại, đừng cướp, đứng lại. Cô đừng có sao không vậy? Tôi không sao. Tiểu thư. Tiểu thư có sao không? Tôi không sao. Tiểu thư có sao không vậy? Ta không sao hết. Em có sao không? Em không sao. Nhưng mà cái tay nải đựng tiền bạc tư trang của chúng ta bị tên cướp nó giật rồi. Tiền bạc cho tư trang mất hết rồi. Chúng ta lấy gì để làm lộ phí lên đường đây? Xin phép cho tôi hỏi, hai tiểu thư từ đâu đến và định đi đâu vậy? Tiểu thư của tôi á tên là Thu Thảo, con của quan thái úy ở triều đình. Chúng tôi đang đi ngao du xuân thủy, nhưng mà đi ngang chợ này á thì lại gặp nạn. Con gái quan thái úy đây sao? Tiếc là tên cướp chạy nhanh quá, ta giết theo không kịp rồi. Hắn hung hãn quá cho nên chị em của tôi trở tay không kịp. Đây, ta có một ít tiền, tiểu thư cứ cầm lấy đi. Biết đâu là trên đường về có dịp dùng đến thì sao? Cảm ơn công tử, nhưng tôi nghĩ chắc là chị em tôi sẽ về phủ mà không đi tiếp nữa. Tiểu thư cứ nhận đi, rồi sau này mình trả lại sao? Nếu không á, về nhà lão gia biết chúng ta gặp nạn, sau này lão gia không cho chị em chúng ta đi ngao du xuân thủy nữa đó. Cảm ơn công tử. Cô nương này nói phải đó, tiểu thư cứ cầm lấy, khi nào có thì trả lại tôi cũng không muộn mà. Tôi là Trần Hạ, con trai của quan đại thần, cùng làm quan triều đình với là cha của nàng đó. Đây là ngọc bội của tôi, sau khi trở về phủ sẽ cho người tới nhà tìm chàng để trả ơn. Cảm ơn tiểu thư, mong ngày hội ngộ. Chào công tử. Chúng ta về thôi tiểu thư. Cảm ơn công tử. Quả lời đồn không sai, ta từng nghe thiên hạ bàn tán con gái quan thái úy là một giai nhân sắc rất vương trời, biết bao vương tôn công tử đến cầu thân nhưng không được kén chọn. Nay gặp nạn mới chỉ dạy câu xã giao mà ta đã thấy dao động trong lòng rồi. Cha. Thưa cha, con mới về. Ngồi con. Cha thấy sắc mặt con hôm nay khác thường lắm, chắc là ngoài có chuyện gì vui hả? Nói cha nghe coi. Cha, cha có biết quan thái úy trong triều không cha? Trong cung á, biết bao nhiêu là quan quân, làm sao cho nhớ hết. Mà có chuyện gì vậy không con? Hôm nay con mới gặp tiểu thư con quan thái úy. Nàng con nếu đẹp sắc nước hương trời luôn. Con mới gặp mà con đã xao xuyến trong lòng rồi. Cha cho người tới may mối dạm hỏi, cưới nàng cho con đi cha. Nàng ta khoảng bao nhiêu tuổi vậy? Con không có hỏi tuổi, nhưng mà con đoán khoảng 19 đôi mươi gì thôi à. Nàng ta sắc nước hương trời, con nhà quyền thế, lại ở cái tuổi đó, cha sợ là có người dạm hỏi rồi đó. Cha nghĩ chắc con sẽ chậm chân đó. Không có đâu cha, con hỏi kỹ rồi. Tuy là có nhiều người tới may mối dạm hỏi, nhưng nàng không có ưng lòng. Tới bây giờ thì nàng chưa có hẹn ước với ai hết. Con chắc chắn vậy không? Cha biết tính con mà, một khi con muốn biết gì thì con phải điều tra kỹ lưỡng chứ. Được rồi, chuyện này á, cha đích thân gặp quan thái quý để bàn rõ mới được. Không cần phải gấp như vậy đâu cha. Cần chứ, bao nhiêu năm qua con vùi đầu vào kinh sử, không màng tới chuyện tình yêu của đôi lứa. Cha buồn lắm, bây giờ có người làm cho lòng con xao động, cha mừng lắm. Để cha nói gia nhân á, chuẩn bị lễ vật rồi phải lên đường liền. Dạ. Con trai ta gặp tiểu thư nhà ngài chỉ một lần thôi mà đã mang lòng thầm thương trộm nhớ. Nó nói với ta nhờ người mang lễ vật sang nhà ngài để cầu thân, nhưng mà ta không yên tâm cho nên mới đích thân sang đây. Ta nghĩ ngài sẽ nể mặt ta mà cho đôi trẻ nên duyên. Ta với ngài
làm quan triều đình đã lâu năm, nay được kết nối thông gia với ngài thực là không còn gì tốt hơn mà. Với lại con gái của ta trở về cũng có nhắc đến công tử, với vẻ quyến luyến lắm. Ngài thái quý đồng ý rồi vậy thì tốt lắm. Được rồi, ta sẽ về coi ngày lành tháng tốt cho người mang lễ vật sang đây. Khoan đã, ta nghĩ chuyện đem lễ vật qua đây xin ngài hãy từ từ. Ngài mới về đồng ý mà, hay là có điều gì khúc mắc ở đây vậy? Không giấu giếm gì cả, con gái tôi hồi nhỏ ốm yếu, sức khỏe không được tốt. Từ hôm gặp bọn cướp trở về, không biết do hoảng sợ hay là gì nữa mà lâm bệnh nặng. Ta đã tìm thầy lo thang thuốc khắp nơi, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Chắc không qua khỏi. Có chuyện đau lòng như vậy sao? Dạ, chỗ thân tình ta không muốn giấu giếm điều gì nữa. Hiện thời con gái của ta đang nằm mê man trong khuê phòng. Nãy giờ nghe ngài muốn ngỏ lời dạm hỏi, trong lòng ta vô cùng rối rắm, nửa buồn nửa vui, không biết con gái của ta có được phước được phần để làm dâu của đại nhân hay không. Chuyện gì? Lão gia, có lương nghi tới tìm, nói là có thể chữa bệnh cho tiểu thơ nhà mình. Thật vậy sao? Dạ. Mau, mau mời lưu y vào phòng, nhanh lên. Dạ, dạ. Thương đã bị chân là không có thuốc men nào có thể chữa trị được, ta e là không qua khỏi. Con sao yếu mệt vậy? Con có cách nào khác để cứu con gái tôi không? Trong rừng sâu của một loài nấm quý có thể chữa được bạch bệnh, nhưng nếu muốn có loại nấm quý đó thì người hái phải có lòng thành, phải dùng máu của mình để tưới lên cây nấm đó thì mới có thể hái được nó. Trong rừng sâu có một loại nấm có thể cứu được con gái ta. Được rồi, ta sẽ cho người tìm ngay. Sừng thiên nước độc là có nhiều hùng beo rắn rít, nên chỉ có người nào thật lòng yêu thương tiểu thơ đây, muốn trọn đời gắn bó cho vị tiểu thơ, thì mới có đủ ý chí đi tìm loại nấm đó mà thôi. Không lẽ đó là ý trời sao? Tại sao ông trời lúc nào cũng muốn thử thách con hoài vậy? Tại sao người con yêu mến lúc nào gặp hoạn nạn hoài vậy cha? Cha không hiểu tại sao nữa. Thôi thì cứ coi như con và tiểu thơ đó không có duyên phận vậy. Con sẽ đi vô rừng sâu tìm được tấm quý đó, nhất định con sẽ đem về cho bằng được. Không được đâu con, rừng sâu nó độc nguy hiểm lắm, con đừng đi nha. Dù nguy hiểm cách mấy con cũng sẽ đi. Cha hãy cho người qua báo với hoàng thái quý là con sẽ đi, và mọi người hãy ở nhà chờ tin con.
Đây là loại đá quý mà nữ y kia đã nói hay sao? Sao tôi thấy nó bình thường như là bao loại nấm khác thôi. Đúng là đáng quý rồi. Lão gia, tiểu thơ tỉnh rồi. Tiểu thơ, con gái của ta tỉnh rồi. Dạ. Con tỉnh lại rồi. Trần Hạ công tử đây đã không ngại nguy hiểm vào rừng sâu tìm một loại nấm quý và dùng máu của mình tưới lên nấm đó, đem về đây để cứu con đó. Đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Con à, Trần Hạ đã ngỏ lời muốn con làm vợ. Cha đã đồng ý rồi. Khi nào con hồi phục sức khỏe, cha sẽ chọn ngày lành tháng tốt để cho hai con nên duyên chồng vợ. Chân tình của Trần Hạ bất chấp tánh mạng đã làm cho tiểu thư Thu Thảo rung động và cảm mến. Hôn lễ của hai người được tổ chức linh đình. Trong sự chúc phúc của hai họ, ai cũng khen họ đẹp đôi, trời xanh một cặp. Đầu nàng lại có vết tẹo lớn như vậy. Lúc còn nhỏ, khi em dẫn mẹ đi ăn xin, không gây thù chuốc oán với ai, nhưng lại có kẻ đuổi theo để truy sát, sau đó còn đốt nhà của em nữa. Nàng nói sao? Có kẻ truy sát giết nàng à? Em bị chém một nhát vào đầu, bất tỉnh. Cũng may lúc đó nhờ quan thái úy đến kịp thời, cho nên em mới giữ được mạng sống. Nhưng do ảnh hưởng của sự việc lúc đó, cho nên sức khỏe của em rất yếu. Vào những ngày trời lạnh, đầu em đau nhức lắm. Quan thái úy đến kịp thời cứu nàng. Sao nàng gọi cha mình là quan thái úy, lại còn nói mẹ mình đi ăn xin nữa? Nãy giờ nàng nói những gì ta không hiểu gì hết. Thật ra em chỉ là con nuôi thôi. Lúc đó may nhờ có quan thái úy cứu giúp, lại còn mang về tận tình cứu chữa, cho nên em mới qua được cơn nguy kịch. Sau đó biết được hoàn cảnh của em, một cô cha, mẹ lại bị mù, nên ông thương tình đem hai mẹ con về nuôi. Một thời gian sau đó mẹ em mất đi. Quan thái úy vì không có con nên nhận em làm con nuôi. Ông yêu thương và che chở cho em, còn cho em đi học chữ nữa. Nàng chỉ là con nuôi thôi sao? Vậy ngoài tên Thu Thảo ra, nàng còn tên nào khác không? Sao chàng biết? Em còn một tên khác. Thu Thảo á là tên do cha nuôi đặt. Còn lúc nhỏ em tên là Lan Anh.
Trần Lan, có chuyện gì mà chàng hoảng hốt vậy? Mà sao chàng biết em còn một tên khác? Lỗi là tại ta, tất cả là tại ta. Ta thật đáng tội chết. Chính ta đã gây ra tai nạn cho nàng năm xưa. Lúc đó vì muốn diệt trừ hậu quả, cho nên cha ta đã sai người truy sát mẹ con nàng. Nhưng ta thật không ngờ, 10 năm sau, đứa bé ăn mày xấu xí khi lại chính là nàng. Chuyện qua rồi, chàng đừng dây dứt nữa. 10 năm trước, chàng đã đồng ý để cha cho người truy sát em. Nhưng 10 năm sau, chính chàng cũng đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, lại còn dùng máu của mình để cứu lấy mạng sống của em. Âu, đó cũng là số trời đã định. Ta cảm ơn nàng đã hiểu và tha thứ cho ta. Bây giờ thì ta mới tin duyên giai ngẫu là do trời định. Ngày xưa ta đã lỡ lên một lần thiên cơ với công tử, cho nên mới xảy ra điều rắc rối. Mà chục nữa là đã chết oan một người rồi đấy nhé. Chúng ta cũng đã bị Ngọc Hoàng khiển trách, chúng ta cũng rất hối hận chuyện của mình gây ra, nên ông Tơ đã hóa thân thành lương y mất nước cho công tử đi tìm thuốc để mà cứu Thu Thảo đó. Dạ ông Tơ đã cứu mạng con. Không có gì, không có gì. Hãy đứng lên đi. Nè, ta làm như vậy là để chuộc lại lỗi lầm của mình mà thôi. Ta đã chăm chút xe duyên cho hai con, hai con sẽ gắn bó yêu thương nhau suốt đời, cuộc sống sẽ êm đềm và hạnh phúc. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phục. Bởi thế cho nên người đời vẫn luôn tin rằng khi sợi tơ hồng thả ràng buộc, dù có xa cách muôn ngàn vạn dặm, dù không hề biết nhau, đôi trai gái cũng sẽ thành vợ chồng. Con chim này dám mạo phạm đến ta, quỳ đâu, bắn chết nó cho ta. Bắn. Một bao quan thường, con chim bị bắn đã bị thương, nhưng nó đã bay đi mất rồi à? Truyền lệnh của ta, gọi hai hoàng tử vào đây. Thần tuân lệnh. Có một con chim ngũ sắc dám mạo phạm đến ta, ta lệnh cho hai con đi tìm và đem nó về đây. Ta không cần biết các con tìm nó bằng cách nào,
ta sẽ phát cho các con mỗi người 300 đồng tiền vàng. Nếu đem được con chim về đây, ta sẽ trọng thưởng. Phần thưởng đó là... Đây cũng là dịp để thử thách người kế vị ta. Hai con nghe đây. Một trong hai con, ai tìm được con chim kia đem về đây, ta sẽ truyền cho ngôi báo. Nhưng nếu không tìm được, các con đừng dẫn xác về đây để gặp ta. Đây, đây là mũi tên và lông vũ của con chim đó. Ngươi tìm ra chưa? Sao ngươi đi lâu quá vậy? Tôi đã biết chỗ của nó. Tôi sẽ đưa anh tới đó. Nơi đây là đâu mà sao tối đen như mực vậy? Đất nước ban đêm. Hoàng tử có thấy ông ta không? À, ta thấy rồi. Ông ta là ai vậy? Vua ban đêm. Vua ban đêm? Đúng vậy. Tại sao lại có vua ban đêm kỳ lạ vậy? Tại vì nơi đây quanh năm suốt tháng không có mặt trời. Và ông ta là người cai trị cả vùng này, cho nên người ta gọi ông là vua ban đêm. Ngươi có thấy con chim ở đâu không? Đó, hoàng tử nhìn kỹ đi. Lồng chim được treo trên cành cây cao nơi ông vua đang nằm đó. Ta thấy rồi. Làm sao ta lấy được con chim đây? Chúng ta chờ ông ngủ say, rồi chúng ta lẻn vào trong đánh cắp con chim. Hình như là ông ta đang ngủ say. Vậy thì hoàng tử vào trong lấy đi. Vậy ngươi ở đây chờ ta nhé. Ngươi đi đâu vậy? Đi theo bảo vệ hoàng tử. Trời ơi, ngươi vào trong á sẽ làm cho con chim hoảng sợ, ngươi hiểu không? Hoàng tử sai rồi. Ta là chúa tể sơn lâm, ta đi vào trong đó, con chim gặp ta nó sẽ sợ, nó sẽ không dám kêu lên. Hoàng tử bắt nó sẽ dễ hơn. Trời ơi, ngươi nói gì vậy? Ngươi vào trong á sẽ làm cho con chim nó hoảng sợ, nó sẽ kêu lên và đánh thức chúa ban đêm, ngươi hiểu không? Hoàng tử muốn làm gì thì làm đi, ta đứng đây canh chừng. Ngươi đây chờ ta nhé. Bên kia, ngươi là ai? Dám vào đây lấy trộm lòng chim của ta? Mày đâu? Bắt lấy nó. Dạ thưa bệ hạ. Xin bệ hạ hãy bình tĩnh nghe thần nói. Thần là hoàng tử ở nước láng giềng. Con chim này đã mang tội khi quân, dám thải chất dơ lên mặt vua cha của thần. Thần được lệnh bắt nó về để trị tội. Nhưng bằng chứng đâu? Ngươi dám nói chính con chim này đã phạm tội khi quân? Thưa bệ hạ, lính của thần đã bắn con chim bị thương ở chân. Thần đang giữ lông vũ của nó đây. Con chim nó đang bị thương ở chân là do mũi tên này bắn trúng.
Đây là con chim quý của ta, ta nuôi nó từ nhỏ. Đi đâu, ta cũng mang theo nó bên mình. Hôm đó, ta đi săn gần nước láng giềng. Ta vô ý, để nó sổng chuồng bay mất. Ta nghĩ rằng, nó lại bay mất. Nhưng không ngờ, vài ba hôm sau nó lại bay trở lại. Và chân nó bị thương. Dạ thưa đúng vậy. Thần đã lặn lội khắp nơi mới tìm ra tông tích của nó. Xin bệ hạ hãy cho thần mang nó về để trình với vua cha. Thần hứa sẽ xin vua cha tha tội chết cho nó. Thôi được, ta thương tình vì ngươi đã lặn lội từ xa, không ngại gì nguy hiểm mà tìm ra cho được nó. Hơn nữa, nó làm cho ta mang tiếng với vua của nước láng giềng. Ta sẽ đưa nó cho ngươi với một điều kiện. Thần xin nghe. Ta nghe đồn đại ở trong rừng sâu bên kia có một con chó quý. Lông của nó màu nâu vàng, rất là dễ thương. Ngươi hãy bắt nó về đây cho ta. Ta sẽ đổi nó cho ngươi. Dạ, thần sẽ đi bắt con chó đó về cho bệ hạ ngay. Nhưng xin bệ hạ hãy giữ đúng lời hứa của mình. Một lời ta thốt ra không bao giờ thay đổi. Người hãy ráng tìm bắt con chó về đây, ta sẽ đổi cho ngươi. Xin tuân lệnh. Hoàng tử, con chó nó ở đây. Một yêu tinh đã cột nó ở trọng. Giờ này mụ ta đã đi kiếm ăn rồi. Hoàng tử hãy vào trong tìm nó đi. Gặp nó, hoàng tử hãy cho nó uống nước trước. Sau đó vuốt đầu nó ba cái thì nó sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của hoàng tử. Ta biết rồi, ngươi ở đây chờ ta nha. Ai đó? Ai đang khóc đó? Là tôi. Ai đang ở ngoài đó vậy? Làm ơn cứu tôi với. Kìa, cô gái, tại sao cô lại ở trong đó? Tôi, một cô cha mẹ sống ở bìa rừng, bị yêu tình bắt nhốt ở đây để ăn thịt. Chàng ơi, làm ơn cứu tôi với. Làm sao ta mở được đây? Bây giờ chàng hãy kiếm chỗ núp đi. Một lát nữa mụ y tinh sẽ về đây. Chờ bà ta ngủ say, chàng hãy lấy gậy của bà ta đập xuống đất ba cái. Lập tức lòng này sẽ mở cửa. Ta biết rồi, nàng chờ ta cứu nàng nha. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được rồi. Chàng hãy rập xuống nước 3 cái. Ta đi thôi. Sao ta thấy ngươi lưỡng lự và ngập ngừng khi đến đây vậy? Có chuyện gì sao? Con chó này rất hiền lành và rất trung thành với chủ. Hoàng tử, hãy giữ nó bên cạnh để làm bạn. Hãy yêu thương và chăm sóc nó. Sau này sẽ có chuyện và cần tới nó. Nhưng mà ta không giao nó cho nhà vua thì làm sao ta có thể lấy lòng chim được? Nếu đã như vậy, ta sẽ biến thành con chó đó để hoàng tử đem đổi lấy con chim. Như vậy càng không được. Ngươi biến thành con chó thì ngươi phải ở lại đây, ta sẽ xa ngươi. Ta không thể nào chấp nhận như vậy được. Hoàng tử cứ yên tâm đi, tôi ở đây một thời gian, đến thời cơ thích hợp tôi sẽ ra đi và tôi sẽ tìm gặp hoàng tử. Đây, hoàng tử hãy cầm lấy 3 cọng râu của tôi. Đường về nhà còn xa và còn nhiều gian truân phía trước. Khi nào có chuyện, hoàng tử hãy cầm lấy nó và kêu lên, sư tử đâu, tôi sẽ xuất hiện. Vậy thì ngươi hãy bảo trọng. Đâu? Con chó yêu quý của ta đâu? Dạ đây, thưa bệ hạ. Đưa cho ta. Bấy đâu? Đưa lòng chim cho hắn. Đi chơi đi con. Hẹn con kìa. Dưới đó có một quán rượu, ta xuống đó nghỉ một chút rồi đi tiếp. Hoàng đệ. Hoàng huynh. Hoàng huynh khỏe không? May quá, đệ đã về rồi. Ta đã chờ đệ rất lâu. Ngồi xuống đi. Nhớ lên. Nàng qua ngồi đi. Gia nhân, đem rượu ra cho ta.
Hoàng huynh à, Hoàng huynh làm gì ở đây vậy? Ta mở quán rượu ở đây. Uống đi. Bây giờ chúng ta uống mừng ngày huynh đệ mình hội ngộ. Mời Hoàng huynh. Ta biết đệ sẽ trở về. Đệ nổi tiếng thông minh, lại sốc giác. Nên chắc chắn đệ sẽ tìm ra được con chim này. Chỉ một vật nhỏ nhoi này mà vua cha lại bắt huynh đệ mình đi tìm. Huynh đã biết ý của vua cha rồi mà. Chuyện gì cha đã quyết, khó lòng mà thay đổi. À, mà thời gian qua huynh làm gì? Có đi tìm con chim này không? Ta đâu có rảnh mà đi tìm con chim chết tiệt này. Đệ cũng biết rồi đó, huynh là người không thích mạo hiểm kia mà. Vua cha cho ta tiền vàng, ta liền mở quán rượu này. Sống cuộc sống tuy không xa hoa như trong cung, nhưng ta cũng được sung sướng. Có kẻ hầu người hạ, ăn ngon mặc đẹp. Ta chọn quán ngay chỗ này vì ta dự tính để tìm được con chim thì chắc chắn khi trở về cũng sẽ đi ngang qua con đường này. Huynh dự tính thật là hay. Nếu không á thì anh em mình chẳng biết khi nào mới có dịp gặp lại nhau. Ta là huynh của đệ mà, ta phải có đầu óc hơn người chứ. Còn cô nương này là ai? Ta chưa nghe đệ giới thiệu. À, nãy giờ đệ quên. Đây là nàng Hương. Trên đường đi đệ đã gặp được nàng. Gia cảnh của nàng thật đáng thương, mồ côi cha mẹ. Tính tình của nàng hiền lành, lại hợp với đệ. Đệ dẫn về xin phép vua cha cho đệ được cưới nàng làm vợ. Ta thấy nàng còn đẹp nữa chứ. Nè, để ta chúc mừng đệ trước nha. Cạn. Mời Hoàng huynh. Ta mong rằng ngày cưới của hai em, cha thương tình mà cho ta dự. Huynh cứ yên tâm đi, sau khi vào cung đệ sẽ xin vua cha bỏ qua chuyện này và anh em chúng ta lại sum họp ở trong cung. Ta cũng hy vọng điều đó. Nè, mời đệ. Mời Hoàng huynh. Hết rượu rồi, để ta vào trong mang thêm bình rượu mới ra. À, Hoàng huynh, anh em chúng ta uống bao nhiêu đây là đủ rồi. Đệ còn phải vào cung để bái kiến vua cha nữa. Nè, ta đã chuẩn bị trụ quý để mừng anh em mình hội ngộ. Một bình nữa, rồi ta sẽ để cho hai người đi gặp vua cha. Hoàng huynh của ta rất yêu thương ta. Sau khi vào cung, ta sẽ xin vua cha tha tội cho huynh ấy. Dạ. Nàng sao vậy? Nàng bị mệt à? Dạ, chắc do đi đường xa. Rượu quý đây. Nào, anh em chúng ta cùng ly mừng ngày hội ngộ. Dạ, em không biết uống rượu. Nàng không biết cũng phải uống. Nàng mà không uống là coi thường hoàng huynh này đó. Mời hoàng huynh. Mời. Hôm nay huynh vui lắm. Nào, tiếp tục uống đi.
Chàng ơi, chàng sao vậy? Chàng ơi, chàng chàng. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Không ngờ ta lại có thêm một người đẹp nữa. Không uổng công ta đã bỏ ra dựng cái quán này để đợi hai người. Dạ nhân đâu? Dạ. Đem hắn ném xuống biển cho ta. Nhưng mà đây là... Không nhân nhượng gì hết. Làm ngay. Dạ. Ngươi dám mạo phạm đến ta, ta sẽ giết ngươi thì ta mới hả dạ. Mang nó đi. Tuân lệnh. Khoan đã. Dạ. Ngươi hãy đem nó treo vào gốc kia cho nó hót. Ta muốn nghe nó hót một lần cuối. Ta vẫn còn nhớ giọng hát trong veo và lãnh lót của nó. Thần xin tuân lệnh. Đi đi. Dạ thưa cha, con còn có một con chó tuyệt đẹp, con xin dâng lên để tặng cho cha. Đâu? Đưa ta coi. Con chó xinh đẹp, dễ thương đó. Sao nó ủ rũ vậy? Có vẻ như nó đang bệnh à? Dạ không, dạ không có. Chắc là nó còn lạ nên hơi mệt đó cha. Chắc còn dạy nó thêm một vài ngày nữa nó sẽ quen thôi cha. Cũng được. Ta rất thích con chó này. Con hãy thường phục nó đi, rồi hẳn đem nó về đây cho ta. Dạ. À, dạ thưa cha. Trên đường về con có gặp một cô gái. Nhìn bộ dạng hiền lành của cổ nên con xin cha đồng ý cho con được cưới cổ làm vợ. Dạ thưa. Nếu nàng còn chống đối, ta sẽ giết tên bá ngay lập tức. Tại sao cô ta lại tỏ ra hoảng loạn như vậy chứ? Dạ thưa cha, chắc có lẽ nàng chưa quen ở đây cho nên nàng tỏ ra sợ hãi thôi cha. Muôn tâu bệ hạ, thần đã làm mọi cách nhưng nó vẫn không chịu hót. Con chim này có vẻ hoảng sợ à? Lại có chuyện đó nữa à? Hoàng tử Hân. Dạ. Tại sao những con vật của con đem về và cả cô gái kia nữa, tất cả đều u sầu, thiểu não như vậy, giống như là muốn chống đối ta vậy? Dạ thưa cha, con xin cha ngu giận. Xin cha cho con ít thời gian để con dạy lại thưa cha. Thôi được rồi, ta sẽ cho con 3 ngày. Con hãy chứng tỏ cho ta thấy bản lĩnh của chủ nhân khi thường quá những con vật này và ngay cả cô gái kia nữa. Rõ chưa? Là vợ của con, không thể mang bộ mặt u sầu thiểu não đứng trước mặt ta như vậy. Dạ. Nếu ta nhìn thấy được bản lĩnh thật sự của con thì ta sẽ truyền ngôi báo cho con ngay lập tức. Dạ, con xin tuân lệnh cha.
chữ tử đâu. Cứu ta. Ngươi cho mời hoàng tử Hân vào đây. Ta muốn xem tài thương hùng tiếng con vật của hắn. Tuân lệnh. Thưa cha, cha cho gọi con. Đã 3 ngày trôi qua rồi. Ngươi đã thuần phục hai con vật đó tới đâu rồi? Dạ thưa cha, con... Dạ... Người đâu? Đem hai con vật vào đây. Trẫm miễn lễ. Dạ. Hốt đi. Thôi đủ rồi. Đem con chó vào đây cho ta. Đúng là vô dụng. Quỳ xuống. Nè. Ta kêu người quỳ xuống. Đủ rồi. Dạ. Đi ra ngoài. Trả hết cho ta. Đi. Dạ dạ. Đúng là đồ bất tài, vô dụng. Dạ thưa bệ hạ. Có chuyện gì? Muôn tâu bệ hạ, hoàng tử bá đã trở về, xin phép được diện kiến. Nó đã chịu trở về rồi sao? Cho nó vào đây. Dạ. Cho truyền hoàng tử bá. Dạ thưa cha, con trẻ gặp nạn nên về chậm trễ. Xin vua cha thứ tội. Nghịch tử. Đi về tay không mà dám đến gặp ta. Dạ thưa cha, con đã tìm được con chim, nhưng trên đường về gần đến hoàng cung, con đã bị hãm hại và có kẻ đã cướp mất lòng chim và sau đó thả con xuống biển. Rất may là con trôi dạt vào bờ nên sống sót. Cứ về tay không rồi sợ ta chỉ tội nên bài chuyện đặt điều à? Nếu như vậy, sao ngươi không chết? Dạ thưa bệ hạ, hoàng tử xưa nay là người chính trực. Xin hoàng thượng hãy bình tâm mà nghe hoàng tử trình bày. Thôi được, kẻ nào to gan dám hại ngươi? Thưa cha, con chưa tìm được kẻ đã hãm hại con. Nhưng con hay tin hoàng huynh đã vào cung, nên con vào bái kiến cha. Hoàng huynh sẽ nói cho cha biết tỏ tường. Chính con là người đã tìm được con chim đem về. Vì hoàng huynh gặp con trước tiên. Chính hoàng huynh ngươi biết ngươi đem con chim về à? Thưa dân, vì cha đã dặn nếu không tìm được con chim thì không được trở về. Hoàng huynh không tìm được nên đã mở quán rượu ở ngoài kinh thành. Và trên đường về con đã gặp được huynh ấy. Thưa hoàng tử, ngoài con chim đó, người còn đem vật gì về nữa không? Có. Ta còn dẫn về một con chó để bầu bạn và một cô gái nữa. Thưa bệ hạ, thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Truyền hoàng tử Hân vào đây. Cho truyền hoàng tử Hân. Dạ thưa cha, cha cho gọi con. Hoàng huynh, hôm đó ở quán rượu đã xảy ra chuyện gì mà đệ bị rớt xuống biển vậy? Đệ nói gì? Ta không hiểu. Huynh nói gì lạ vậy? Đệ tìm được đồng chim trở về, đến quán rượu gặp huynh. Anh em chúng ta đã cùng nhau uống rượu. Rồi sau đó đệ mê man bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên bờ đá giữa những con sóng cuồn cuộn. Đệ, đệ có bị ảo giác không? Đệ toàn nói chuyện quan đường. Ta không hiểu gì hết. Thôi được rồi, ta hết kiên nhẫn với anh em của ngươi rồi. Ta hỏi lại, ai là người tìm được lòng chim đem về đây? Thưa cha, chính là con. Cả hai đều nhận lòng chim kia là do mình đem về.
Vậy chứng tỏ là có một kẻ nói dối. Kẻ đó là ai? Nếu bây giờ thú nhận, ta sẽ tha tội. Thưa cha, là con. Là con. Muôn tâu bệ hạ, cả hai hoàng tử đều nói, ngoài lòng chim ra, họ còn mang về một con chó. Hai con vật kia chắc chắn đã gắn bó với chủ nhân của nó. Con chó là loài vật tinh khôn, biết mừng khi gặp lại chủ của nó. Vì vậy, thần trộm nghĩ, bệ hạ hãy dùng cách đó xem sao ạ. Khanh nói rất phải. Hai tên kia, nghe đây. Kẻ nào thuần phục được hai con vật kia, đó chính là kẻ tìm được lòng chim đem về sẽ được ta truyền ngôi báo. Còn kẻ xảo trá sẽ bị trừng phạt, đánh 100 heo và đuổi khỏi hoàng cung vĩnh viễn. Cho đem hai con vật nó vào đây. Tuân lệnh. Cho đem con chó và con chim vào đây. Chó con, mày có nhớ tao không? Mày có khỏe không vậy? Mày khỏe hả? Muôn tâu bệ hạ, hai con vật đã mừng rỡ khi gặp chủ nhân của nó. Tâu bệ hạ, hoàng tử bá đây mới chính là người tìm ra được con chim. Thưa bệ hạ, chính hoàng tử bá là người đã cứu tiểu nữ và con chó thoát khỏi mụ yêu tinh trong rừng sâu. Và cũng chính hoàng tử bá là người tìm ra con chim. Nhưng trên đường về thì bị hoàng tử Hân hãm hại. Hoàng tử Hân đe dọa nếu như con nói ra sự thật thì sẽ giết chết hoàng tử bá. Thì ra là vậy. Dạ thưa cha, con nhất thời làm điều dại dột, xin vua cha hãy tha tội cho con. Tội cướp công của em, xảo trá với cha, không thể tha tội được. Đến đâu y lệnh. Cha, tha tội cho con. Cha ơi, cha ơi, cha. Trẫm miễn lễ. Đa tạ vua cha. Ha ha ha.